Chị Xuân ơi, chị Xuân à, có nhà không vậy? Trời ơi, chị Xuân ơi. Ủa, nhà cửa đâu hết trơn á, trời ơi trời. Cửa thì không có khóa. Chị Xuân ơi. Tôi đây. Xuân ơi. Tôi đây. Quý hóa quá. Chào chị. Mới sáng sớm tinh sương mà ông anh đã ghé thăm. Rước ông anh ngồi chơi xơi nước. Rước chứ đưa cái gì? Hàng xóm với nhau mà chỉ có những người xa lạ vậy đó. Chỉ làm tôi ngại hết sức à. Người ta nói bất kỳ khách sáo thì không sai chút nào. Vâng, mời ông anh ngồi. Ông anh bảo tôi khách sáo á thì không có đúng. Sao vậy? Đất lề quê thói à. Mình ở tuy sống ở Mỹ, lễ nghĩa lúc nào cũng phải vuông tròn cho phải đạo chứ ông anh. Chị nói văn chương tùm lum, tôi còn không hiểu huống gì là hai đứa con dâu của chị. Hổm rày tôi nghe chị than, nhưng mà tôi nói thiệt nha, không, chị khó tánh quá, bắt bẻ từng chút, làm sao tụi nó ở nổi với chị. Vâng, mời ông anh sơi cốc nước kìa, rồi tôi trình bày cho ông anh. À, ông cứ quở tôi là tôi khó tính, nhưng mà tôi có khó khăn gì đâu nè. Chuyện là thế này, ông nhà tôi chẳng may vắn số, mới vừa tứ tuần đã quy tiên. Trời ơi, chị nói chuyện nghe sao mệt quá. Chồng chết thì nói mẹ là nói chồng chết đi. Bài đặt quy tiên với quy y. Tôi đó hả, hoàn cảnh tôi y chang chị vậy đó. Ai hỏi vợ tôi đâu hả, tôi nói bà chết ngắt rồi. Vậy phải dễ hiểu không? Trời ơi, quy tiên quy y. Nè, tôi nói chị nghe, qua Mỹ rồi đó, cái tiếng Việt mình càng ngày nó càng bị quên dần, thấy chưa? Tụi nhỏ mà nó nói tiếng Việt được đó là mình phải mừng, chứ đừng có nói chi mà bài đặt thơ với văn. Giấy rách thì phải giữ lấy lề. Này, ông nghe tôi nói nhé. Ông nhà tôi á, mất đi, để lại cho tôi hai nách, hai đứa con trai. Nghĩ tới thủa ấy, nhà tranh vất đất, đèn dầu một bóng, trăm phần cơ cực, một nắng hai sương, tôi mới nuôi được hai đứa con cho nó ăn học nên người. Bây giờ chúng nó đã học xong và đã có công ăn việc làm hẳn hoi á, nên tôi mới cảm thấy nhẹ được một tí đấy ông anh ạ. Nghe chị nói mà tôi muốn rơi nước mắt, nhất là cái đoạn mà hai nách hai đứa con trai. Nhiều khi tôi thấy tôi cảm kích chị vô cùng. Chắc có lẽ vì vậy mà bây giờ lưng chị nó hơi gù. Nhưng mà nói cho ngay thì tôi cũng mừng cho chị, bởi vì chị có hai đứa con trai đó, đứa nào cũng có hiếu hết trơn á, thằng Tòng với thằng Phạm đó. Mà tôi nghĩ cũng lạ, vì đặt tên Tòng Phạm hình như nó có liên quan tới vấn đề trộm cắp không? Giỡn thì thôi, chị có con có hiếu chị là tôi vui rồi. Ông anh nói thế để an ủi tôi thôi chứ tôi đang đứt từng khúc ruột đây là ông anh. Nhưng mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt đấy. Ủa, chị nói sao vậy? Tôi thấy hai đứa nó hiền lành quá mà. Vâng, chuyện là thế này. Năm ngoái đấy, hai đứa muốn về Việt Nam cưới vợ. Tôi thì nghe cũng mừng trong lòng. Từ vì ông anh thấy đấy, cảnh nhà đơn chiếc, tôi muốn chúng nó yên bề gia thất ấy, để một hai năm nữa tôi có chỗ nội ẵm bồng cho nó vui cửa vui nhà, phải không ông anh? Đúng rồi đó, tôi nói chị nghe nha. Dạ. Tôi với chị ở mình ên con mình nè, thấy không? Thì đi vô ra nó buồn lắm. Dạ. Chị xúi tụi nó lấy vợ đúng đó. Rồi tụi nó có chịu lấy không? Có, mới bực mình chứ. Ủa, chị vậy? Được hai cái thằng con, đúng là thứ khôn nhà dại chợ. Việc nhà thì nhiếc nhác, việc chú bác thì siêng. Dặn mãi chúng nó, châu ta ăn cỏ đồng ta. À, Bắc thì lấy Bắc, Nam thì lấy Nam. Mình xe duyên với người đồng hương ấy, thì dễ bề thông cảm hơn, phải không ông anh? Nhưng mà ai đời cá không ăn muối cá ươn. Nó, cái thằng Tòng nhà tôi ấy, rước ngay con vợ người Nam. Quê đâu ở mãi Gò Công ấy. Ôi giời, nó còn khoe với tôi rồi. Vợ nó ấy, là hoa khôi miệt vườn. Mà nói thật với ông anh, tôi chẳng biết miệt vườn là cái miệt gì. Nam Kỳ lục tỉnh thời trước đó, người ta kêu bằng văn minh miệt vườn. Nói trắng ra đó là nông thôn miền Nam đó.
Nhưng mà nè, hai đứa con chị nó lấy vợ người nam đó là sao? Không, thằng Tòng á thì lấy cái Cúc miền Nam. Ừ. Thằng Phạm thì phải lấy cái con Bình người Huế, thế mới đau. Đau cái gì chị ơi? Tại vì bị chị có máu kỳ thị đó. Tôi nói cho chị nghe, Bắc Trung Nam á cũng vẫn là một đại gia đình Việt Nam, thấy không? Tôi kể cho chị nghe chuyện này. Mình đi qua Thái Lan á, Mã Lai là Campuchia đó, chị thấy không? Nước nào nó cũng có chè đậu trắng, chè đậu đỏ, chè đậu đen, đúng không? Nhưng mà ở Việt Nam á, tại vì mình có ba miền, cho nên người Việt mình mới chế ra chè ba màu. Vô duyên. Tự nhiên có chè với cháo ở đây. Ví dụ vậy cho chị dễ hiểu đó, thấy không? Nhưng mà ông thử nghĩ coi. Sao? Tôi là Bắc Kỳ chính thống. À. Đứa hai đứa con dâu, đứa miền Nam, đứa miền Trung. Lắm lúc nó nói chuyện tôi chẳng hiểu gì cả. Chẳng lẽ lại mướn người thông dịch? Thôi thì chị ơi, chị nói thì sao á, chứ chị nói chuyện với tôi sao cho nó được. Ôi, ông anh á là người ngoài, người dưng nước lã. Ừ. Chẳng dính dáng gì tới tôi. Đèn nhà ai á, người nấy dạng. Nhưng mà hai đứa đấy là con dâu tôi, tôi phải dạy chúng nó sống theo nề nếp gia đình tôi. Ừ. Nhập gia tùy tục, xuất phạ giá tòng phu, phu tử tòng tử. Tử tử thì tự xử. Hiểu không? Ê, ông này là cái gì? Mà đâu có hiểu, giờ mặt bảo hiểu rồi. Là cái gì? Là chồng chết lấy chồng khác. Cái ông này. Ông bà mình đã dạy ấy, dâu con rể khách. À. Tôi phải giáo dục chúng nó. Ừ. Không thôi á, người ta lại cười vào mặt tôi. À. Vì sách có câu ấy. Nữa. Chó gầy hổ mặt người nuôi, người gầy thì hổ công tôi nuôi người. Thôi đi chị ơi, chị khó quá, ai mà ở với chị. Hên là tôi không phải chồng chị à. Tôi mà lấy chị cho tôi bỏ đi lâu rồi. Ông chưa kịp bỏ, tôi đã bỏ trước rồi. Ừ. Nhưng mà này, dạo trước ấy, khi mà tôi làm dâu của mẹ chồng tôi ấy. Ừ. Bà. Thôi. Bà bỏ cái chuyện đó đi nha. Cái thời đó xưa rồi, chị lạc hậu quá đi chị Xuân ơi. Thời bây giờ nè, ở Mỹ hả, mẹ chồng làm dâu ngược đó cho chị biết. Nè, có nhiều gia đình đó hả, cha mẹ cuối tuần nha, nấu nướng sẵn rồi, mời con cái lại, tụi nó còn không thèm về nữa cho chị hay. Nó nói mà chảnh. Thà là chúng nó đừng ở với tôi, quất mày quất mặt á, thì tôi khỏi bực mình. Hồi xưa đấy, khi mà mẹ chồng tôi mỗi lần mà bả mà trừng mắt nhìn tôi thôi á, là tôi đã phải lo làm vui lòng bả rồi. Bây giờ tôi nói toạt vào mặt chúng nó mà chúng nó chẳng thèm hiểu gì hết. Ôi chị ơi, là tại vì chị cứ dùng văn thơ vòng vo rồi sao tụi nó hiểu? Vòng vo là thế nào? Hôm hai đứa mới sang, tôi kêu con Cúc lại dặn nó rằng. Sao? Cúc à, mẹ có thói quen ấy, là mỗi sáng ấy, mẹ ăn sáng vào lúc 8 giờ. Cái thói quen này ấy, mẹ đã có là mấy chục năm rồi. Nhớ nhá. À, tức là ý chị muốn nó chuẩn bị breakfast cho chị lúc 8 giờ chứ gì? Vâng. Rồi sao nữa? Thế mẹ biết nó bảo tôi như nào? Nói sao? À, má ăn sáng lúc 8 giờ hả? Má nhớ đánh thức con dậy để ăn chung với má cho vui nha. Ông nghe có lộn tiếc không? Trời ơi, nó cứ giả ngây giả ngu ấy chứ. Nó có ngu, có điếc hay không đấy. Ôi chị ơi, đó là thì từ nay về sau chị cứ nói thẳng đi, úp úp mở mở làm chi, nó đâu có hiểu. Ôi, con dâu cả nó đã vậy gì, ôi giời, con thứ hai nó còn kinh hơn đấy. Sao vậy? Hôm tôi bảo nói, này con, bữa nào con nấu cho mẹ vài món Huế để mẹ ăn ăn thử nhé. Cái nó bảo với tôi mẹ muốn ăn món Huế để con ra quảng sống hương con order cho mẹ ăn nhé. Chuyện thường tình thế thôi. Mà này, cái hôm mà tôi dắt nó qua nhà bà Tín ấy. Để tự vì tôi chơi họ bên đấy đấy. Biết gì? Chơi gì? Tôi chơi họ bên đấy đấy. Mà có thù hằn như bên hay sao? Không. Chơi hụi hả? Chơi hụi. À, hụi rồi đó họ. Người miền Bắc chúng tôi gọi là họ. À, rồi sao? Khi mà tôi vừa bước vào, con chó nhà bà Tín á. À. Xong mà nó vồ tôi. Trời ơi. Ôi giời, tôi hãi quá. Tôi nắm lấy tay nó. À. Cái nó bảo tôi vậy nè. Mạ đừng sợ, con chó chúng thế, nhá hẳn không có răng mô. Trời tức quá tôi bảo đó. Nó nhe nguyên cái hàm răng dài như thế kia mà.
mày bảo là không có răng là như thế là thế nào? Chị à, cái đó là bất đồng ngôn ngữ, mỗi miền mỗi khác, nghe không? Sống ở miền nào thì mày quen cái tiếng miền đó, nghe không? Nè, tôi nghe nói chị Bắc tụi nó nói tiếng Bắc, có đúng không? Cái đó tôi thấy quá đáng đó nha. Tôi á, tôi nghe tiếng Bắc quen rồi. Nè, nghe tiếng Nam, tiếng Huế khó chịu lắm. Bộ chị tưởng tiếng Bắc của chị dễ thương lắm hả? Chị nói nhiều khi tôi nghe thì cũng khó chịu mà tôi không dám nói. Tôi còn nghe nói là chị con Cúc nó kêu chị bằng má, chị Bắc nó sửa lại bằng mẹ, có đúng không? Mẹ là tiếng chuẩn, má là tiếng lai rồi. Trời ơi, Trung tâm Thúy Nga làm về chủ đề mẹ, ừ, chứ có làm chủ đề má đâu. Ông anh nhớ cái câu chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Bây giờ ông anh thử sửa lại câu á, trông về quê má ruột đau chín chiều, nghe vô duyên không ấy? Tôi nói nghe được, miền Nam tôi cũng có câu vậy. Câu gì? Má ơi đừng bỏ con xa, chim kêu dượng hú biết nhà má đâu, thấy không? Đó là chị sẽ tôn trọng cái tiếng địa phương người ta, nghe chưa? Mỗi miền mỗi khác. Tôi nói chị nghe nè, người Huế đó, người ta đâu có kêu bằng mẹ hay là má, mà người ta trộn hai chữ lại thành mạ. Không, không lẽ người ta nói vậy thì chị chê người ta nói sai hả? Tiếng mà ông bảo trộn. Con chào mà. Răng mà mày dày sớm rồi hi. Rồi. Con chào chú Tư. Ừ. Chú Tư ra răng rồi chú Tư. Ừ, chú đánh răng thì mũi rồi con. Không phải như rửa. Ý của con là chú Tư khỏe không? À khỏe, à, chú khỏe cả bên con. Ôi giời ông thấy chưa? Con đời thủa nhà ai mà con dâu á ngủ trương thây trương xác rồi 9-10 giờ mới dậy à, coi có được không? Mà có ngủ như rửa mà còn chưa đủ. Chồng con đâu? Không, nó bảo là nó ngủ chưa đủ rửa. Không, nó bảo là nó ngủ chưa đủ. Nó sao? Có nghĩa là I don't have enough sleep. À ok, hiểu rồi, ngủ không đủ. Dạ. Mày con để dấu nè, chú hiểu lầm. À, cái này là Cúc vợ thằng Tòng đó hả? Không, à, đây là vợ thằng Phạm. À. À, con Bình. À. Mà Ngư Bình, tên con là Ngư Bình, cống tăng tốn nữ Ngư Bình. Sách giá phàng còn ghi rõ rõ ràng ràng nè, con là con nhà hoàng tộc. Con bày đời của vua Minh Mạng. À. Mà con là cống tăng tốn nữ Hương Giang. Ba con là giáo sư Tôn Thất Nghiệp. Mà cứ kêu Bình Bình hoài, nghe giọng trái nữa. Mà phải kêu là Ngư Bình, nghe mình lãng mà. Người mày uẩn như nải suối ngự. Bày là Ngự Bình. Mà thằng này, thằng Phạm nhà tôi không biết mắt mũi nó để đâu, mới được con bé này không anh? Dạ. Yeah. Mà nói chứ là rồi mà, luôn hẳn có cái giá của luôn. Hồi tế con mà về Việt Nam theo con rít, mấy tháng con mới xíu lông nữa. Hồi nợ con bạn chè đầu vạn trên sông Hương, hẳn ghé vô ăn chè mỗi ngày, hẳn ăn chè every day. Sáng chè nè, trưa chè, chiều chè, tối chè, đến khuya hắn cũng chè. Hắn ăn mình khăn ỏi ra, hắn vẫn ăn là vì răng. Ừ, có răng mang chè đi chứ con. Không phải rửa, là vì hắn mê sắc đẹp của con. À. Mà chủ tư biệt không? Sao con? Tuy là bạn chè đầu vàng trên sông Hương, ừ, nghe, mà là vì con nhà hoàng tộc, ừ, nên khi lúc mốn mặc áo dài, trắng ý như nư sánh đông khảnh rửa. Hắn vừa gặp con, hắn quăng hai câu thơ hàng mặt tự liên. À. Mơ khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra. À. Chắc nó tưởng con là ma đó.
rời đấy. Không phải rửa. Hắn mê con. À mê con à. Mà khi con gánh hàng về à, hắn nói người đi một nửa hồn tối chết. Một nửa hồn kia vẫn bình thường. Rửa. Rõ. Đắt rửa. Nó banh tẻ giống bố nó đấy. Không ngờ con chị nó lãng mạn vậy. Đấy, hồi đấy đấy ông cũng dùng văn thơ để mà theo tôi đấy. À, à, ông còn tặng tôi câu thơ. Sao tặng gì? Ước gì anh lấy được nàng. À, anh để anh mua gạch Bát Tràng về xây. À, thế là tôi theo ông ấy về nhà. À, nhưng mà khi mà về ở với ông rồi chẳng thấy cục gạch nào, mà chỉ toàn là phải gắn đất đổ nền nhà với lại nấu cắm lợn không. Bình à. Chủ tư. Ngư Bình. Không tăng tố nữ Ngư Bình. Ừ, Ngư Bình. Ừ. Kêu tên con chủ thêm bánh bèo quả. Nè con, hồi ra hồi nhỏ má con nuôi bằng sữa gì mà sao con có chút xíu. Sữa ông thọ đấy. Ê, con không có uống sữa ông thọ. Ừ, con uống sữa con két. Hả? Nó nói là sữa con két. À, con két xanh. Hả? Két xanh. À trời ơi, thấy chưa ông anh, thấy không, nếu mà nó lấy người miền Bắc á thì đâu có phải cái cảnh này xảy ra đâu ông anh. Chủ tư biết không, hồi tế mà lục mà nám bạc chía cạc. Không, con chị cắt con. À, con không hiểu tiếng, con không hiểu tiếng Bắc mà xấu ni rồi. À, nám bạc hết chia cắt. À, con làm chú hồi hộp quá rồi sao đó con. Rồi lục nợ con mới hiểu tiếng Bắc. Ồ oh, hai yeah. Chủ tư sao con nhỏ chủ tư uống sữa chí mà người chủ tư to như rí. Chú uống là sữa ông chúa có kỳ duyên. Gì? Sữa ông chúa. À, nói cho nó liền lại. Tôi nói lộn rồi, bà còn lộn hơn tôi nữa. Nè, mà nói thiệt chị nha. Sao? Tôi mà có con gái á, như con gì tên Bình phải không? Đúng rồi. Tôi không có gả con trai gì đâu. À, tôi nhắm như người khác xứng hơn. À, ai thế không anh? Bằng Kiều. Con không lấy Bằng Kiều mô. Răng. Con muốn kiếm giống tốt hơn. Ừ. Chút xí xí ra đường người ta tưởng hai anh em là răng. Ồ, rứa. Này. Cũng kén vậy hả? Nhưng mà, này Bình. Dạ. À, hôm nay con nhà có khách. À, thôi anh ở lại dùng bữa với mọi mẹ con em. Ôi giời, tôi xin em. À, được không? À, mà được chứ. Cái này muốn lâu rồi. Ừ, dùng cái gì được vậy? Cho dùng gì vậy? Con, hôm nay nhà có khách. Thế con tính nấu món nào để đãi khách với mẹ vậy con? Dạ, cơm hến. Ồ, ngon, cái này ngon rồi. Ôi giời ơi, 6 tháng nay ngày nào cũng ăn cơm hến. Riết rồi bây giờ tao thành con hến rồi thế này. Không dám đâu, chị là con cú. Mà gì? Mà đừng buồn. Con là con gái Huế. Một chiếc lá rơi cũng làm con hoảng sợ. Cũng hồ chí là con hoàng tộc ít khi vô bếp. À, mày nói sao? Mày bán chè đậu ván trên sông Hương á, mà mày bảo là mày ít vào bếp nghĩa là thế nào? Bán chè đậu ván trên sông Hương kiếm chồng cho vui rồi thôi. Không phải nghề của con. Mà chủ tư biết không? Sao con? Lúc mà con bạn chè đồ vạn trên sông Hương, ai đi ngán cũng cùng hạt con cấu thơ. Vậy à, câu gì nữa? Trên bến vẫn lâu ai sâu ai tham. Thảm. Nghe thảm quá. Bán chè mà sao? Hạt như rửa hằng mới ghẻ vô ăn chè. Nhờ rửa mà mới có tiền đi hạt karaoke. Trời ơi, đúng rồi, bằng chứng là nó dụ được con trai chị đó. Nhưng mà thế này, thế mày chỉ biết nấu có món cơm hến thôi à? Con còn món cơm độc chiêu,
Nhưng khi mua mà đông nặng con mới nấu cho mà ăn. Thế món đó món gì mà mày đợi tới lúc tao đau nặng mày mới nấu? Cơm ấm phụ. Hả? Khỏi cần mày nấu. Vì tới lúc đó ở dưới âm phủ thì món nào á chẳng là món cơm âm phủ. Thôi, tôi qua đây là cái chánh là thăm chị thôi. Còn tụi nó cho ăn thứ gì cũng được ha. Đừng đòi hỏi nha. Tôi nghe cái cơm đó tôi sợ quá. Thôi, ăn món gì cũng được. Hồi đó đem cơm âm khác hay là chết rồi. Thôi, mày vào gọi cái cúc dây cho mẹ. Nhờ nội cơm rượu khoai nấu. Đi vào gọi cái cúc dây. Cúc ơi, cúc à. Cốt. Trời ơi, nó kêu chị nó mà tưởng kêu gà. Cốt. Trời ơi, cái con. Má, trời còn sớm bẩn này sao có lúc sớm vậy má? Quên anh lộn. Chú Tư. Sao? Chú Tư quẩn quá. Sáng nào chú Tư cũng không làm gì cái qua thăm má con hả chú Tư? Trời ơi, ghê ạ. Ôi giời, mày nói thế là chẳng khác nào mày bưng cả một thau nước lạnh mà hất vào mặt khác. Con gái con đứa. Mày làm cái dâu cái kiểu gì mà 9-10 giờ sáng nó thức dậy là sao? Tại vì con Việt Nam mới qua, con chưa quen vợ bên Mỹ. Ờ, qua đây bao lâu rồi con? Dạ, được 6 tháng rồi. Vậy chắc 6 năm nữa nó mới quen vợ. Con dâu gì mà ngủ như vậy? Nè, con má chồng nè, 5 giờ sáng thức dậy rồi. Con dâu ngủ hả? Phải có người đánh thức mới chịu dậy. Trời, con nói chú Tư nghe. Nói nào ngay là con đâu biết là qua đây con phải mừng dâu đâu. Hồi đó anh Tòng anh mới về Việt Nam anh cưới con, anh nói em qua đây đi, không có ai làm phiền em hết trơn á. Cái con hỏi chứ ba má anh á có khó tánh không? Anh nói anh ở có mình ơn à, ba má anh á bị xe cán chết queo hết rồi. Con hiếu quá. Thiệt, đúng là cha mẹ sinh con á trời sinh tánh. Tôi với nhà ông nhà ấy một đời thật thà như đếm. Nhưng mà không ngờ đẻ ra hai thằng con mới nứt mắt ra mà nó láo như địa, nó nói láo như người rươi. Trời ơi, thôi chị ơi thông cảm đi. Dê gái là nó phải xạo. Hiền hiền như tôi mà gặp gái phải nổ chút chút. Thì cũng chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ. Con làm gì vậy con? Dạ con chuẩn bị. Sinh con á, ai có sinh lòng. Nhưng mà này. Dạ. Mẹ vừa bảo với con Bình là nấu cơm đãi chú Tư. Dạ. Nó nấu cơm hến. Mẹ ăn cơm hến thấy nó khô quá. Thế hôm nay con có món nào nấu để đãi? Đãi chú đó con. Chú dạ. Không? Canh chua má. Hả? Ngon chứ. Lại canh chua. 6 tháng nay ngày nào tao ăn cơm chua giết, bây giờ người ta nó chua lét rồi này. Thì tại con chỉ biết nấu con mỗi món đó thôi à. Trời ơi, phúc đức quá. Sáng cơm hến, chiều canh chua, lâu lâu nó lại đổi món. Sáng canh chua, chiều cơm hến. Thôi chị ơi, tụi nó còn ở chị á, chị còn có cơm hến canh chua ăn nghe không? Cái món nó dọn đi rồi đó, lúc đó chị muốn kiếm mà canh hến cơm chua cũng có. Chứ từ vui quá. Nhưng mà này, cha mẹ nào cũng có dạy con gái trước khi về nhà chồng học ăn học nói học gói học mở. Mày á ở tận ở dưới Gò Công á, mày làm vương làm tướng gì dưới đó mà mày không chịu học nấu ăn? Con đâu có thời giờ đâu má, con rất là bận rộn. Tại vì năm nào á con cũng phải chuẩn bị đi thi hoa hậu hết á. Mà không biết làm sao nghe, con đi thi 7 năm mà con cứ rớt hoài à. Chú Tư với má biết không, nhiều khi á con cũng muốn bỏ cuộc rồi. Mà má con á bả la con, bả nói sao mày ngu quá à? Mày đi thi đi, mấy đứa nó đẹp nó đậu hết rồi á, cuối cùng cũng tới mày à. Đó. Má con hay quá. Nè, con thi 7 lần mà rớt hết hả? Dạ. Nếu mà chú ban giám khảo đó, chú cho con cái giải kiên nhẫn. Có gì hả? Tôi á mà, nếu mà tôi thì tôi cho nó giải. Giải mặt dày.
Má, nhưng mà cái tư biết không, sao má không? Còn mới nói đúng quá nha. Năm rồi nè, con mới đăng ký thôi hà. Là ban giám khảo vừa nghe tên con hả? Là mấy ổng cho con đậu liền. Ủa, sao hay vậy? Thì tại vì mấy ổng sợ gặp mặt con. Có cái đậu liền. Mà chú Tư biết ổng hên thiệt là hên á. Con vừa đậu xong á, cái anh Tòng ở Mỹ nè, ảnh về. Cái anh gặp con, mà lúc đó con đang ngồi chầm hổm ăn cháo lòng người chợ á. Cái anh chạy lại, ảnh đua nguyên chiếc cà gáo học sần bự vậy nè. Học xoài hay học xoài? Mày có làm quá lố không vậy? Hơi thấp, hơi lớn. Vậy thôi. Xong cái con ấy, anh đưa chiếc cà gáo học tròn cho tôi đi. Tôi chạy cái gạt qua bên tiệm vàng bên đường ha. Tôi thử mà nếu mà học tròn thiệt á là tôi chịu lấy anh. Mà chú đừng học tròn thiệt chứ. Vậy hả? Giỏi quá. Nè, mà chú nghe nói thường thường Việt Kiều về Việt Nam lấy vợ á, thì trong khi chờ để mà giấy xuất cảnh á, dạ, cô gái Việt Nam hay đi học nấu nướng là để mốt qua Mỹ lo cho chồng, thấy không? Mà sao bộ con không thích nấu bếp hả? Dạ con cũng muốn á chứ. Nhưng mà anh nói thôi em khỏi cần nấu nướng gì trơn á. Sao vậy? Qua bên Mỹ á có food to go gì 4.99 là có rồi. Đó, cho nên khỏi học. Nhưng mà thế ai dạy mày nấu món canh chua ấy? Thì con nghe trên này vô nó ca đó. Cái con biết nấu canh chua, ca ăn vậy nè. Sao? Về đi mua đồ nấu canh chua, về cho ba mày bữa cơm trưa. Cứ gì mà nằm buồn thiếu buồn thiếu. Hay quá. Hay cái mỏ quá à. Vậy á, cái là con biết nấu canh chua. À vậy hả? Dạ. Thôi. Mày với cái bình đi chợ về cho mẹ, mày nhờ để tao nấu cho. Bình ơi, má kêu kìa. Bình con. Ngư Bình. Hả? Cống tăng tú nương Ngư Bình. Nội quá. Thôi, con ở đó mà con cũng mẹo sống không á. Hai đứa chúng mày á, dạ, đi chợ đi, rồi làm cơm đãi khách. Chưa rồi, đi. Nhưng mà tao đã dặn hai đứa chúng mày á, chúng mày đã nhớ mua những thứ nào chưa? Dạ, con nhớ. Chứ rồi biết không, hổm á má con kêu đi ra chợ á. Cái kêu ra chợ mua gì mà rau mùi. Mà con đi ba cái chợ luôn mà kiếm hoài không có rau mùi. Cái cuối cùng có con người Bắc đó, cổ chỉ rau mùi là rau ngò đó chú Tư. Tên gì kỳ cục quá vậy? Rau nào mà không có mùi? Thì bởi vậy con mới nói chú Tư, tiếng Bắc với tiếng Nam nó khác nhiều. Bởi vì con mới làm cuốn tự điển nè, tiếng Bắc dịch sang tiếng Nam. Đó, thấy không? Chú Tư á, là bạn của má con á, chú Tư cũng cần phải học nghe chú Tư. Rồi, nè, rồi. Con nói chú Tư nghe tại sao tiếng Bắc với tiếng Nam khác nhau này nha. À, sao con? Tiếng Nam á, bánh tráng, thì tiếng Bắc kêu là bánh đa. Hay. Còn dịch sim, tiếng Bắc kêu là con ngan. Có thể sao? Còn dọc mùng, tiếng Bắc kêu là ốt bạc hà. Tiếng Bắc kêu là dọc mùng. À. Đậu phộng nấu, tiếng Bắc kêu là lạc luộc. À. Còn chả giò, tiếng Bắc kêu là nem rán. À. Còn cái mòn á thì kêu là cái chanh. À. Cái thịt heo á kêu là con thịt lợn. Ồ, thịt heo đó. Dạ, con thịt heo. Rắn bụng bò giò heo không không kêu là bụng bò giò lợn rứa. Cái món đấy là của người Huế chứ đâu phải của người Bắc đâu. Cái gì? Chị nói gì? Cái món này không phải là của người Bắc hả? Cái của người Huế đấy. Chị nói thiệt không? Chị đừng có quên nha. Hôm bữa chị nói tôi á, cái mảng cầu dai á, tiếng Bắc kêu bằng quả na đúng không? Đúng rồi. Tôi nghe lời chị vô tiệm, tôi kêu bán cho tôi quả na, bà mẹ đưa tôi nguyên trái lựu đạn. Ê, trời ơi. Ghê vậy hả chú tôi? Thiệt có sao? Thiệt vậy hả? Ai dai trong chơi nhiều cái là sốc lắm. Thôi, không nói nữa. Gì? Hai đứa chúng mày, hai cô, Công Tằng với lại Hoa Hậu Miệt Vườn đi chợ đi. Chưa sạch rồi. Đi. Mà. Cái gì? Con khò khâu ni mùi hoài. Hôm trước hai đứa ra Phượng Lộc Thọ, gặp mấy ba gia bạc cứ nói toàn cá giao tục ngữ. Có câu ní con không hiểu nè. Câu gì? À, con nghe rồi. Hình như cái câu là gỗ gá cặp lại rồi góp gạo thổi cơm chung. Lạ gì vậy má? Gì gỗ gá nghe lạ quá. Không, nó nói là gỗ giá cặp lại. Gỗ giá đó. Đúng rồi. À. Thì cái câu ấy có nghĩa là những người mà là đã
đó có một lần giang dở à, gặp nhau á, thì à, kết nối lại với nhau à, như vậy thôi biết. Rửa lại giống như chủ tư về Mã Hí. Trời ơi Bình, tao không ngờ mày giỏi như vậy Bình. Trời tao gì mà tao ngu quá mà không ngờ mày Bình lùng mà giỏi dữ vậy Bình. Ngư Bình không tăng tốn nữ ngư Bình. Chủ tư gì nữa? Không biết chủ tư mày giao trước chủ tư nhìn ảnh mắt lang mang liệt mà con. Chủ tư không dám nói chứ. Nè, giống như câu thơ Hàng Mặc Tử. Ấp ủng thú ơi lấy nửa lời, tình thú bí thiệt lắm thú ơi. Giờ chưa có mở lời gì. Chủ tư quá trại bày tâm sự với mà con đi. Trời ơi Bình ơi, tao không ngờ mày giỏi dữ vậy đó hả Bình. Ngư Bình tăng tôn nữ ngư Bình. Trời ơi mệt quá. Dạ rửa. Ừ. Trời ơi, tụi bay là con dâu, tụi bay là ma cho mày là chồng thấy chết. Không sao đâu. Thôi mày kỳ quá. Đừng có đẩy tao mà kỳ quá. Đừng có đẩy. Đừng có đẩy ai đó. Hai đứa chúng mày chỉ được cái nước à, té nước theo mưa. Nhưng mà ông anh là dân Nam Kỳ, muốn nói gì thì cứ toạc móng lợn ra và nói chứ. Đã gần 10 năm nay rồi mà ông anh không tâm, không nói thì tới đợi cho đứa hai đứa mình xuống lỗ rồi mới tâm sự. Xuân à, tôi người Nam thiệt, nhưng mà mỗi lần tôi nói chuyện bình thường thì tôi nói hay lắm, mà sao tới cái chuyện tình cảm thì cái tôi khóc hết làm sao á. Không mấy giờ về ngư Bình cho chú mượn cây đờn. Có cách, có cách. Bây giờ về nha. Dạ. Chú sẽ mượn bài hát này để tỏ tình với em. Bài gì chồng chứ? Bài gì chú? Love Story. Good. Sao Nam Kỳ mà còn khách sáo hơn cả Bắc Kỳ. Ôi trời ơi con ơi, sao vậy chú? Sao vậy chú? Trong nhà sao có mưa? Không phải rửa nữa là sai affair của chị sáo. Vậy là mưa đều hai bên rồi. Bây giờ sao anh Tư? À, em hiểu ý anh rồi. À, thôi đợi cuối tuần á
thằng Tòng với thằng Phạm nó về rồi á, để em bảo với chúng nó chọn ngày lành tháng tốt rồi em anh dọn sang đây ở với em. Chúng tôi sao đúng đó mai một con dự cục mua villa dọn ra ngoài ở mà con ở đấy không mình à đúng rồi tốt rồi chủ tư dọn quá ở với mà con ừ, đúng rồi đặng cho cậu người sái vai. Không sao vì yêu mà anh sẵn sàng nô lệ tình yêu. Bây giờ vậy anh thì người nam mà người ta cai dao tục ngữ anh không có rành nhưng mà anh biết là có một câu đó là thuyền theo lái gái theo chồng ha. Bây giờ em muốn anh dọn qua đây ở cái gì anh có điều kiện điều gì là kể từ ngày hôm nay em dứt khoát không nói tiếng Bắc mà phải nói tiếng Nam này nhá, đừng có mà được đằng chân lăn đằng đầu nhá. Ông mà lấy được tôi ấy, là giống như là mèo mù vớ được cá rán ấy nhá. Ở được thì ở, không thì xéo thẳng. Giỡn chơi mà. Làm dữ quá. Mà con. Dạ. Má chồng con nói cá rán phải là con cá lai con gián. Không phải. Nói con cá rán là gì? Cá gán là cá chiên đó chú Tư ơi. Bởi vậy con nói chú Tư đi học tiếng Bắc đi để mẹ ở được với má chồng của con. Nhật báo thương mại năm 141969. Hello, Nhật báo thương mại đấy phải không? Dạ thưa cô. Vâng, tôi là thư ký của văn phòng bác sĩ Trần Cửu Vạn đây. Ông làm ơn mở giùm tôi cái trang quảng cáo của phòng mạch bác sĩ Trần Cửu Vạn ra đi, tôi muốn sửa đổi một chút ít. Vâng, cái phần đầu thì ông vẫn giữ nguyên như cũ nhé. Bác sĩ Trần Cửu Vạn chuyên khoa tâm lý. Rồi chưa? Xuống hàng. Những người nhút nhát, cả nể, sợ sệt gặp bác sĩ Trần Cửu Vạn chỉ một lần sẽ biến thành con người chết. Ê chê, tôi đọc nhầm trang cáo phó kế bên. Sẽ biến thành con người mới. Để nguyên như vậy nhé. Bây giờ ông thêm cho tôi cái hàng chữ này nè. Nhớ là in màu đỏ, đóng khung đàng hoàng cho tôi. Bảo đảm chị dứt căn bệnh sợ vợ. Rồi chưa? Xuống hàng. Thêm câu này nữa nè. Nhân mùa vu lan khí cô hồn. Bận quá đọc lộn. Nhân mùa vu lan cúng cô hồn. Ai đến khám bệnh bác sĩ Trần Cửu Vạn sẽ được tặng một chai nước mắm. Viết đúng như vậy nhá. Sai một chữ là tôi không trả tiền quảng cáo đâu nhá. Ok. Bye. Tới chữa bệnh sợ vợ phải không? Tới chữa bệnh sợ vợ phải không? Trời ơi cô ơi, cô làm ơn nói nhỏ nhỏ một chút, người ta nghe được kỳ chết. Kỳ cái gì? Sợ vợ là căn bệnh bình thường. Cái căn bệnh này nó chỉ trầm trọng khi mà ông sợ vợ người khác thôi. Không, tôi chỉ sợ vợ tôi à. Vậy thì đâu có sao. Này, tôi báo tin mừng cho ông biết nha. Theo thống kê của Bộ Xã hội cho thấy 95% những người sợ vợ toàn là người trí thức cả. Càng văn minh bao nhiêu, càng học cao bao nhiêu, người ta lại càng sợ vợ bấy nhiêu đấy. Phải chi tôi học cao nói làm gì. Đằng này tôi. Mà thôi không nói nữa đâu, đời tôi khổ lắm cô ơi. Nhìn mặt biết rồi, khỏi cần giới thiệu. Nhưng mà ông mắc những bệnh gì kể ra tôi nghe nào. Tất cả những bệnh mà cô đăng quảng cáo tôi bị hết trơn á. Thôi được rồi, để tôi làm sẵn hồ sơ cho ông đi, để lát nữa bác sĩ có tới đỡ mất thì giờ. Dạ. Chứ bị bác sĩ tính tiền giờ thì đắt lắm đấy. Đắt bao nhiêu cũng không sao, miễn trị hết bệnh cho tôi thì thôi. Chắc chắn là khỏi mà. Dạ. Họ và tên? Dạ Từ Công Bình. Có dính gì Từ Công Phụng không? Dạ không. Tên cha? Từ Công Queo. Tên mẹ? Trần Thị Dẹo. Sao mà kỳ thế này? Gì đâu kỳ.
họ Từ làm sao mà lấy được họ Trần? Sao không được? Thế khi bà con đăng báo chia vui phải đăng làm sao? Thế chẳng nhẽ thành thật chúc mừng hai họ Từ Trần à? Thấy chưa? Cô nói tôi mới để ý hèn gì đời tôi nó thê thảm quá. Đời ông khổ là đúng rồi. Cô làm gì vậy? Chết. Trời đất ơi, chữa bệnh tâm lý đâu cần cái thuốc cậu. Này, đây là thuốc nói thật, chữa bệnh tâm lý mà. Nói xạo làm sao mà chữa được? Không có, hồi nãy giờ cô hỏi tôi toàn là nói thiệt mà không có nói xạo. Cô khỏi cần chích. Không, phải chích cho nó chắc ăn. Tôi mà chích cái mũi thuốc này vào rồi á, ông cũng muốn nói xạo xạo cũng không được nhá. Bây giờ chết hả? Còn không mau. Thôi được rồi, chết đi. Không phải ở trên này. Chứ đâu? Dưới mông. Vậy chờ chút. Ông làm gì thế? Cởi quần. Khỏi cần cởi quần. Tôi nhìn mông nhiều rồi, chán lắm. Toàn mụn không à. Thấy cái sự kim này không? Đâm xuyên qua quần là được rồi. Ôi, dưới đây đâm xuyên qua quần. Quay lại. Dạ. Ê, khoan. Cái gì nữa? Cô bảo đảm là chết không có đau không vậy? Ông yên tâm, tôi làm nghề này mấy chục năm rồi, tôi đã chích cho cả ngàn cái mông rồi. À, tôi bảo đảm với ông ấy, hễ chích ấy là phải đau. Thôi được rồi, ngồi xuống đi, trả lời giùm tôi mấy câu hỏi liên quan đến tâm lý nè. Dạ. Cô ơi, cô ơi, cô chích sao mà nó cắn cái gì còn không được? Chết tôi rồi. Trời ơi, có mỗi cái kim thôi cũng làm rộn chuyện. Thôi, vậy mà bà nói bà chết kinh nghiệm. Chào bác sĩ. Gì? Chào bác sĩ ạ. Gì? Tôi không phải bác sĩ, tôi là bệnh sĩ. Không phải bác sĩ, nói mẹ ra đi để nãy giờ ta ẻo mỏi cả mười. Có nghe đâu nói. Em ơi, cho chị hỏi thăm, ở đây có phải bác sĩ này chữa bệnh sợ vợ phải không? Phải, nhưng mà chị ngồi chờ đi, tôi đang bận tiếp khách. À, không sao đâu cô, cứ tiếp cô này đi. À, tôi rảnh mà, tôi chờ được. Cứ tiếp cậu đi. Dạ, hãy ga lăng nhỉ. Ờ, cái ông kia, làm việc phải có nguyên tắc chứ. Ông tới trước, tôi lo cho ông trước. Cái chị này tới sau ngồi chờ đi. Đấy. Em thích cái cô em này có tính nguyên tắc đấy. Ông anh đến trước, mời vào trước. Em đến sau, ngồi chờ, mời ông anh vào. Duyên dáng quá. Thôi bây giờ ông trả lời giùm tôi mấy câu hỏi sau đây nhé. Dạ. Yeah. Thứ nhất ấy, ông có máu dê không? Nhìn mặt biết rồi, phải hỏi gì nữa. À, mắt thì cứ trố ra, nước bọt thì cứ nuốt từ ngực. Hỏi có máu dê không? Dạ, có sơ sơ. Có hay không? Yes or no? Sơ sơ nghĩa là có chứ gì? Trời ơi, có thế à? Bệnh nhân mắc trứng hay dê? Thứ hai ấy, hồi nhỏ ngủ có đáy dầm không? Trời ơi, có hỏi gì mà kỳ quá vậy cô? Nghe là sao? Có đáy dầm không khai đi nhá. Này, theo thống kê của cảnh sát cho biết, những đứa trẻ ngủ đáy dầm lớn lên thường trở thành kẻ sát nhân. Bởi vậy tôi muốn hỏi ông một lần nữa ấy, hồi nhỏ ngủ có đáy dầm không? Có đáy dầm không? Trả lời đi. Lâu lâu cũng có. Lúc nhỏ, lúc nào cũng đáy dầm? Đâu có. Một tuần có mấy đêm thôi. Mấy đêm là mấy đêm? 6 đêm. Thế còn một đêm nữa làm gì? Làm gì cũng phải cho nghỉ giải lao chứ cô. 6 đêm. Một tuần đái 6 đêm, vợ trôi mẹ mất rồi còn gì nữa. Ông mất trinh năm bao nhiêu tuổi? Ôi trời, mất trinh. Nên vui lắm hả? Này nhá, không nói thật thì tôi không chữa bệnh được nhá. Tôi hỏi ông một lần nữa nhá, ông á, gần đàn bà lần đầu tiên năm bao nhiêu tuổi? Ngoài 30. Ngoài 30 là bao nhiêu? 39. Vừa phải thôi à. Mẹ 39 thôi, mẹ 39 đi. Con rõ vờ giả vịt.
30 với mùng 1. Tuổi trung bình của con trai á, lần đầu tiên biết phụ nữ á, là 19. Không không nhá, 19 là quá muộn. Thế theo chị á, mà con trai mà nó biết này biết nọ con gái á, là 15. Ôi. Chồng chị nó biết chị năm 14 tuổi. Còn bà? Em hả? Để có em biết dai năm... Thôi, xấu hổ lắm. Nhưng mà ông chờ tới 39 tuổi mới gần đàn bà, tức là trường hợp hiếm có đấy. Thế kỷ này chắc chỉ có mình ông thôi. Hèn gì á, nhìn mặt ông khờ là đúng rồi. Cái mặt này lấy được vợ là may lắm rồi. 39 tuổi là quá sớm ấy. Tưởng phải nằm chơi xơi nước suốt đời. Nhiều chuyện muốn nói lắm hả? Nhường cho cô đó. Ông An tốt nhờ. Ông An, chờ em tí đi. Em vào em hỏi chuyện xong, lát nữa chỉ cho phương thuốc chữa bệnh đái dầm. Chị tới phòng mạch có chuyện gì? Này, bác sĩ ở đây chữa bệnh sợ vợ phải không em? Phải, nhưng mà chị hỏi cho ai? Còn hỏi cho ai nữa? Chị muốn biết chồng chị nó có đến đây chữa bệnh sợ vợ không? Thế chồng chị tên gì? Hồ Hà Hớn. Tên nghe giang hồ dữ. Tên nghe ngon lành vậy chứ ngoan lắm em ạ. Em bảo gì cũng nghe, cho ăn mới được ăn nhé, ngủ mới được ngủ nhé, thậm chí đang đêm bỏ dậy làm việc cũng ok. Trời ơi, dễ dãi ghê. Hồ Sơn Hương, Hồ Than Thở, Hồ Hoàng Kiếm. Ở đây không ai tên là Hồ Hào Hớn cả. Thế là chồng em nó may rồi, nó chưa đến giờ tận mạng của nó. Chứ nó mà vác cái xác nó đến đây chữa bệnh sợ vợ hả, thì chẳng những bà sẽ bẻ cổ nó như là bẻ cổ con gà. Mình chứ không phải gà. Đừng có bẻ lộn bà. Thôi rồi, xin lỗi nha. Nhìn mặt anh em cứ nghĩ là chồng em không. Em ơi, ôi giời, nhìn chị chắc tưởng chị dữ lắm phải không? Chị không có dữ đâu em ạ. Chị hiền lắm. Nhưng mà tại cái nghề của chị á, suốt ngày phải đấm phải đá, cho nên ai nhìn vào cũng tưởng là chị dữ. Chị hiền lắm em ạ. Chị ăn chay trường đấy. Vô Phật. Thế chị làm nghề gì mà phải đấm đá? Cai tù à? Không, chị nuôi trẻ mồ côi. Hú hồn, trẻ mồ côi gà nào gặp bà này chắc chết. Không có đâu, em hiền lắm. Thôi nhá, chị chào em, chị về nhá. Rồi, chị tưởng có mình chị đẹp thôi mà em cũng đẹp đáo để nhỉ. Cảm ơn. Thôi chào em nhá. Chào ông anh em về nhé. Khoan, Hồ Phu Nhân xin dừng bước. Hồi nãy tôi nghe bà nói bà có cái phương pháp trị đáy dầm, có thiệt không vậy? À, muốn trị cái phương thuốc trị bệnh đáy dầm á hả? Nó nhỏ vậy? Dễ lắm, thế này nhá, nếu mà muốn trị bệnh đáy dầm ông anh cứ bắt bằng được cho con cà trớn cái. Hả? Con gì? Chết bỏ mẹ tự nhiên sao nói mình ra thế này. Không, em không không không, con quên. Thế này nhá, ông anh bắt bằng được con cà cuống cái nhá. À. Lấy cái que chọc sâu vào đít nó. Trời ơi, lại vào đít nữa. Chưa, thế là đem cháy đen nhá. Ừ. Nướng con cà cuống cháy đen đi. À. Xong bỏ vào mồm nuốt chửng. Rủi lỡ miệng nhai sao? Không sao, nuốt là chữa bệnh đái dầm. À. Còn nhai thì chữa bệnh đái đường. Nuốt là dầm. Ừ. Còn nhai là đường. Đúng. À, rồi bắt cái con. Trời sao tôi quên à, tập tôi hay quên quá. Sao bắt? Thôi không sao, không sao, không quên cũng không sao. Thôi thế này nhá, chừng nào mà chồng em vắng nhà, lại nhà em chỉ tận tình cho nhá. Nhá. Thôi nhá, em về nhá. Thôi bắt tay một cái nào. Ôi dồi. Ôi dồi, sao nó tê thế này nhỉ? Cho xin phát nữa. Ôi dồi, phát nữa cũng tê. Thôi em về nhá, nhớ đến nhà em nhé. Ngày mai chồng em làm ca đêm nhé. Trời đất ơi, chồng tên Hồ Hảo Hớn, dân giang hồ kêu mình tới cho nó quánh phù mỏ hay sao? Điên. Xin thuốc chữa bệnh xong chưa? Dạ xong rồi cô. Rồi mình tiếp tục nhé. Dạ. Ông nói ông bị đủ thứ bệnh, yêu cầu ông khai cụ thể để tôi ghi vào hồ sơ. Tôi có cái bệnh thứ nhất là mỗi lần ai mà nhờ tôi làm gì á, tôi không giờ từ chối được hết trơn á. Nhiều khi tôi bận công chuyện tôi mà người ta nhờ cái tôi bỏ hết công chuyện mình để mà tới giúp người ta. Vợ tôi la tôi hoài mà tôi không bỏ được cái bệnh đó đó.
Việc nhà thì nhát, việc chú bác thì siêng. Dạ. Cái bệnh này trong tâm lý học gọi là bệnh cả nể. Dạ. Cũng may á, ông là đàn ông. Dạ. Chứ ông mà là đàn bà thì chắc chắn chữa hoang từ năm 13 tuổi. Dạ. Cái bệnh nó không ghê bằng cái bệnh thứ hai. Thế à? Ai hỏi mượn tiền á, tôi cũng đưa hết trơn á, không biết từ chối. Nhiều khi trong bóp có mấy chục để dằn túi à, gặp bạn nó hỏi cái tôi móc hết ra đưa cho nó vậy đó. Cái bệnh này trong tâm lý học gọi là bệnh gì ông biết không? Phải bệnh yếu lòng không cô? Không. Tiếng chuyên môn trong y khoa người ta gọi đấy là bệnh ngu. Môi cũng đúng. Ai kêu gì mình cũng làm. Ai hỏi mượn tiền cũng đưa. Không ngu lại gì. Thư ký ơi, có bệnh nhân cô ơi, có bệnh nhân. Cái gì thế mà cứ nhắc là hồ hảo hớn. Bác sĩ đấy. Ủa, bác sĩ hả? À, bác sĩ ơi, hồ sơ của bệnh nhân mới. Anh ngồi xuống đó đi. Dạ. Tại sao anh ngồi? Dạ bác sĩ kêu. Ai nói gì anh cũng làm sao? Dạ đâu có. Vậy thì đứng lên đi. Dạ. Đó. Anh lại đứng lên theo lệnh của tôi rồi. Thế bây giờ tôi bảo anh nhảy vào đống lửa anh cũng nhảy à? Trời ơi, bác sĩ thiệt là hay. Mới gặp em lần đầu mà đã nhìn ra căn bệnh thầm kín của em. Cho em được bắt tay bác sĩ cái. Thành tâm anh gặp tôi một lần là cuộc đời anh sẽ thay đổi rồi. Dạ. Yeah. Cô Dung ơi. Dạ bác sĩ. Sáng đi làm vội có quên mang bàn ra cái bóp. Ăn sáng không có tiền trả, quê quá. Cô làm ơn cho tôi mượn 20 qua cái tiệm phở đuôi bò đó. Cô trả dùm cái bác sĩ mà ăn thiếu mang tiếng lắm. Bác sĩ ơi, sáng nay em vội quá cũng đâu có mang bóp đâu. Ờ thế à? Em đâu có tiền đâu. À, anh ơi, dạ. anh có 20 của đó không cho tôi mượn được không? Dạ 20 hả? À 20. Dạ có liền. Anh đến văn phòng lần thứ mấy à? Dạ lần đầu. À đây. Dạ. Tức là tôi với anh mới biết nhau thôi đúng không? Dạ. Thế là tôi cũng chưa biết tên anh à? Dạ. Tại sao anh cho tôi mượn tiền? Dạ tại bác sĩ hỏi mượn. Ai hỏi anh cũng đưa hay sao? Anh biết trong tâm lý y khoa trị liệu nó gọi đây là bệnh gì không? Dạ bệnh gì? Bệnh ngu. Chửi nữa. Em đang khổ vì cái căn bệnh này nè. Ai hỏi mượn tiền cũng đưa hết trơn cái trội á. Anh Bình à, tôi nói cho anh nghe. Trên cái cuộc đời này đó, dạ. Chỉ có cha mẹ mình thôi. Cha mẹ mình là người có công sanh thành dưỡng dục ra mình và nuôi mình khôn lớn. Dạ. Và vì thế mình chỉ đối xử tình cảm với cha mẹ mình thôi. Dạ. Nhưng dạ. Nếu cha mẹ mình có hỏi mượn tiền cũng dứt khoát không cho. Cha mẹ hỏi mượn tiền cũng dứt khoát không cho. Đúng. Vậy bác sĩ trả em 20. Bác sĩ đâu phải cha em đâu. Tiền bạc là tôi hay quên quá. Em nhớ kỹ lắm bác sĩ ơi. À, bác sĩ ơi. Cái gì cô Dung? Thôi em đi qua ngân hàng deposit mấy cái check nhá. Rồi cô đi lại anh về nhá. À, dạ vâng. Anh Bình à? Dạ. Tôi vừa gặp anh là tôi thấy anh bị hai căn bệnh. Dạ. Cái thứ nhất là ai bảo gì cũng nghe. Dạ. Cái thứ hai là ai hỏi mượn tiền cũng đưa. Bởi vậy em mới tới gặp bác sĩ đây nè. Không phải. Không phải anh đến anh gặp tôi là vì hai căn bệnh đó. Mà anh đến anh gặp tôi là một cái căn bệnh nặng nề hơn. Đó là căn bệnh sợ vợ, đúng không? Thượng đế ơi, ngài đã ban cho con gặp được một thiên tài. À, thiên tài Dr. Kuvan. Kuvan, Ku cái gì? Dạ tiếng Mỹ là có dấu. Dạ Kuvan xin you help me. Tôi nói cho anh nghe. Dạ. Hai căn bệnh đó nó đều xuất phát từ một cái nguyên nhân. Dạ. Anh từ chối thì anh sợ người ta buồn. Dạ. Anh thương người ta nhưng người ta đâu có thương anh. Dạ. Anh tội nghiệp người ta nhưng mà người ta coi thường anh. Dạ. Chính vì vậy anh phải vùng lên. Anh làm một cái cuộc cách mạng, nhất là với người vợ anh. Một cái người vợ mà anh vừa yêu thương vừa căm thù. Chỉ có căm thù chứ không có yêu thương. Đúng. Bữa nay em tới đây gặp bác sĩ là vì của vợ tàn nhẫn của em đó. Vợ anh đẹp hay xấu? Dạ em cũng nhớ. Lâu lắm rồi em đâu dám dòm mặt nó. Không biết nó đẹp hay xấu nữa. Nhưng mà bác sĩ hỏi chi vậy? Nếu mà vợ anh nó đẹp đó mà dạ. Nó tàn nhẫn thì còn có thể tạm tha thứ được. Dạ. Chứ nếu mà nó xấu mà nó tàn nhẫn thì anh phải dứt khoát trừng trị nó. Trừng trị? Đúng. Nhưng mà bác sĩ ơi, nhiều lần em muốn dùng lên lắm. Mà mỗi lần em dùng lên á là ý như là có phone. Em ghi nó quá. Rồi y chang.
Dạ em. Em hả? Dạ, à, anh đây nè. Anh đâu có đi đâu. Anh đi qua nhà băng nó trả mấy cái bill em thiếu đó. Em yên tâm, cứ đi shopping đi. Chút xíu nữa anh đón con về là lau nhà, hút bụi rửa chén cho, em đừng có lo. Hả? Em cần mua gì? Mua băng. Mua băng vệ sinh hả? Cái loại mà super size overnight đó hả? Ủa sao kỳ vậy? Anh nhớ tháng rồi em xài medium light mà. À đổi hả? À, được, anh biết rồi. Tháng nào anh cũng mua mà, anh đâu có quên được. À thôi, em ê. Cấp rồi. Hèn. Anh thấy cái hèn của một thằng nằm nó không sợ vợ chứ? Từ thuở sơ khai, hy thượng đế mới tạo dựng những con người, cho đàn ông và đàn bà kết hôn với nhau để thành hình một cái mái ấm gia đình. Yeah. Với một cái nguyên tắc bất di bất dịch là chồng chúa vợ tôi. Nhưng rồi loài người cứ văn minh dần, học hành cho lắm ra, rồi đòi quyền bình đẳng. Mà hễ được quyền bình đẳng rồi thì đàn bà họ được đằng chân, họ lấn lên đằng đầu. Thậm chí có những thằng đàn ông hèn hạ còn để cho vợ nó đè đầu, bóp cổ một cách dã man. Em biết chưa? Dã man bác sĩ ơi. Đó là lỗi tại anh còn kêu ca gì. Dạ, bác sĩ đứng chỗ đó được rồi, bác sĩ đi chóng mặt quá. Các cụ ngày xưa đã khuyên rằng, dạ, dạy con từ thuở còn thơ, dạ, dạy vợ từ thuở ban thơ mới về. Dạ. Anh đã không làm theo lời khuyên quý báu của các cụ. Anh Bình ạ. Dạ. Đúng ra ngay cái đêm tân hôn đó, dạ, khi anh đưa vợ anh vào phòng, em làm gì bác sĩ? Lấy mày đánh liền. Anh đấm cho nó phù mỏ nó lên, tát cho nó ù tai, nó đấm cho nó bầm tím hai con mắt lại. Cho dù là nó không có lỗi gì cả, để rồi từ đó nó sợ anh, sau đó anh muốn làm gì thì làm. Không được bác sĩ ơi, em chưa đánh nó đánh em trước rồi. Bây giờ em sao bác sĩ, còn cách nào không? Còn có cách, tôi còn có cách. Còn hết khác? Thì... vậy là em còn có cách hả? Còn. Trời ơi em mừng. Cái gì vậy? Ủa ai đấy? Vợ anh à? Dạ không phải, Hà Mã Phu Nhân. Chào bà. Chào ông ạ. Bà cần tôi giúp gì? Ông là bác sĩ. Tôi là bác sĩ Trần Cửu Vạn. Ồ, bác sĩ Trần Cửu Vạn. Chính là tôi. Là anh bác sĩ đây à? Bà cần giúp gì? Ồ, xin phép bác sĩ, em muốn nói chuyện riêng với bác sĩ được không ạ? Chờ đi chứ. Rồi. À, anh ạ, xin phép anh một phút nha, tôi tiếp chuyện với bà này xong rồi tôi trở lại với anh nhé. Hàng chiến nó hưởng đi. Bà cần giúp gì? Xin hân hạnh được biết bác sĩ ạ. À, hân hạnh ạ. Đó, tao nói rồi mà ăn đi. Tôi cảnh cáo ông nhé, để sau này ông khỏi phải hối hận nhé. Hay cái thằng đàn ông nào mà bước vào đây mà khai tên là Hồ Hảo Hớn á, thì ông kiếm cách mà từ chối cho tôi. Ủa tại sao? Vì đó là chồng tôi là phu nhân của nó. Thế mà ông mà chữa bệnh sợ vợ cho nó đi, chẳng những tôi bóp cổ nó mà tôi bóp luôn cả ông nữa. Trời đất ơi, bà bóp cái gì vậy? Ghê ghê quá vậy. Ghê bóp là rung. Này, sợ cái gì? Thế từ bé đến lớn chưa ai bóp bao giờ à? Never. Thế để em dạy cho anh nhé. Hả? Để em bóp thử cho anh nhé. Này, bóp như thế này này. Đấy, chọc bà điên lên là bà bóp như này. Chọc bà càng nhiều thì bà bóp. Bà bóp xong bà bỏ xong bà đạp này nhé. Chọc bà điên bà đạp này. Bà chà, bà đạp, bà chà này nhé. Sợ. Nhìn cái mặt này mà sợ nhỉ. Anh Giai ơi, em đùa thôi. Anh Giai dễ thương lắm. Nhưng mà để em nhắc cho anh Hai nhớ nhé, là cái bệnh sợ vợ của anh Giai đó, nó đã ăn vào máu của anh Giai rồi. Nó di truyền từ đời ông cố nội anh Giai để lại, chữa không khỏi đâu. Này, để dành tiền đi, về chữa bệnh đái dầm đi. Thôi, chào anh bác sĩ, em về. À, thôi khỏi, mời bà. Trời ơi, bác sĩ mà không dám bắt tay à? Thế bắt tay anh vậy. Ê, tôi cũng dám đâu bà. Chơi này chắc ăn hơn. Ấy, ôi trời, nó lại giật á. Này. Hả? Muốn xin thêm phát nữa không? Cho phát nữa. Ừ. Thì xin. Nè. Ôi trời, lại giật thêm một lần nữa. Làm sao anh quên được cái cảm giác ban đầu lưu luyến ấy? Làm sao em quên được củ loi anh? Làm thơ bà về già bà đổi nghề đánh ghen đi bà. Quên. Bà bóp gì quên ôi trời, cái
để dành cũng được 5 sen. Anh thấy chưa? Hung dữ như vậy cũng đi chặt lon này bán nuôi chồng à. Nhưng mà bác sĩ ơi, bà này bà nói đúng. Không lẽ là cái căn bệnh nó ăn sâu vô máu em rồi không còn cách nào chữa hay sao? Chữa được chứ. Anh tuổi gì? Dạ tuổi Tý. Tuổi Tý tức là anh cầm tên con chuột đúng không? Dạ. Mà chuột thì có nhiều loại chuột. Chuột cống, chuột đồng, chuột trù, chuột nhắt. Dạ. Anh là loại chuột nhắt. Là một loại chuột nhỏ nhất trong các loại chuột. Cho nên mỗi lần khi anh nói chuyện với vợ anh á, là anh có cái mặc cảm là anh đang đứng nói chuyện với một con mèo, đúng không? Không phải con mèo mà là con sư tử. Bây giờ sao bác sĩ? Bây giờ kể từ ngày hôm nay, yeah, anh đổi đi. Yeah. Anh là tuổi Dần. Tuổi Dần là tuổi cọp. Cọp thiệt hay cọp giấy? Cọp thiệt sao sao cọp giấy được? À. Người Nam kêu là con cọp, yeah, người Bắc kêu là con hổ. Hổ. Đó. Yeah. Anh có nhớ bài thơ của ông Thế Lữ không? Yeah. Hổ nhớ rừng, gặp một khối căm hờn trong củi sắt. Ta nằm dài trong ngày tháng dần qua. Đúng. Ta gặp một khối căm hờn trong tủ sắt. Củi. Nhà em không có củi. À. Kể từ nay anh phải quên hẳn cái thân phận con chuột của anh đi. Anh là tuổi Dần, anh là con cọp, anh nhớ chưa? Dạ. À, bây giờ anh đi một cách bình thường cho tôi coi coi. Anh làm gì đó? Dạ đi, bình thường em đi vậy không à? Anh đi này chẳng khác nào như là cái dáng mà bố tôi đi xin trợ cấp thế này. Chứ đi sao? Đàn ông, anh phải đi cho nó hiên ngang đó, ưỡn ngực ra phía trước. Anh coi nè, đó. Anh thấy chưa? Thấy rồi. Đó. Rồi lâu lâu anh phải gừ lên. Anh phải gừ lên như là cái con cọp nó chuẩn bị vào mồi. Có vậy đối phương nó mới sợ. Anh coi nè. Anh gặp là bác sĩ. Đó, anh làm coi. Dạ, yeah, là con cọp mà phải không? Đúng. Anh làm gì vậy? Cọp con. Anh phải gầm bự lên cho đối phương nó sợ coi. Gầm bự. Dạ. Đó, anh làm coi. Đó. Đó. Bây giờ anh thấy người anh sao? Phương pháp này hay thiệt. Em cảm thấy bây giờ không còn sợ ai hết. Đó. Em là con cọp. Đó. Bây giờ, đây, phone đây. Anh gọi phone về cho vợ anh. Anh nói thử vài tiếng cho tôi nghe. Nhưng mà anh nhớ, anh phải show cho vợ anh biết anh bây giờ là con cọp, anh có power. Ok. Đó. Ok. Đây, dạ, gọi đi. Nhớ đó. Đang rèn. À, rồi. Alo. Power, power. Mày đó hả? Đó. Tao là thứ hai. Đó. Một tiếng nữa tao về mà cơm nước không dọn sẵn hả? Mày coi chừng nó đã phải ra đường nghe chưa? Ủa, bác sĩ rồi. Ủa, bác sĩ sao vậy? Bây giờ đau quá. Hả? Nhưng mà đúng. Đó. Hay. Nói chuyện với vợ là phải nói như vậy đó. Dạ nó phải vợ em. Ủa chứ ai? Con ở. Trời ơi. Tôi chết rồi. Tôi nói. Làm lại, làm lại. Làm lại. Anh gọi về cho vợ anh lại, ok? Anh phải số anh có bao. Anh gọi lại, gọi đúng vợ anh cho tôi. Dạ, real hả? Đúng. Alo. Bà đó hả? Tôi là chứ ai? Kể từ giờ phút này tôi không còn sợ bà nữa đâu. Một lát nữa về mà diệt nhà không xong đó hả? Bà coi chừng nha. Tôi đánh bà phu mỏ nè. Đá cho bà ù tai nè. Đánh cho bầm hai con mắt nghe chưa? Rồi bà sẽ biết mặt tự. Hả? Má hả? Má qua nào má nói trước. Dạ. Cô đâu có đồ đánh má bằng mặt thêm tụ tay gì đâu. Cô đồ đánh vợ con. Ơ không, không có đánh ai hết. Dạ. Cô đang tập kịch thiên Nga. Dạ má ơi, cô lại má. Má đừng có nói lại vợ con nghe má. Má nói là chết còn má ơi má. Cô lại má. Má ơi má. Bác sĩ ơi, má chết tôi rồi. Má vợ em. Trách nhiệm này chắc em phải trở lại cái con chuột nhắt quá. Làm cọp lỗ xí ơi. Thôi được rồi, đứng lên. Coi như ngày hôm nay cũng không tiến bộ lắm. Dạ. Anh trả tiền cho tôi đi, rồi ngày mai anh trả lại. Dạ, bao nhiêu vậy bác sĩ? 500. Hả? Sao mắc như vậy? Nó có mắc một chút cũng không sao. Dạ.
Dạ còn đó, 500. Đây. Con này XO bác sĩ. Hả, XO hả? Chai nước mắm đó. Ờ. Con nãy giờ gào cũng khang tiếng. Uống này vô chắc lắm, tắt tiếng. Đó, anh về đi rồi ngày mai anh nhớ chờ. Dạ. Bác sĩ ơi, gì đây? Nguy rồi, nguy rồi. Cái gì? Vợ bác sĩ tới. Cái chỗ làm ăn mà bác tới làm gì trời? Vợ tới thì ăn nhầm cái gì? Tới thì tới chứ. Mình gặp vợ mình là phải làm. Ê ông kia, tôi không phải là vợ của ông nhá. Ông muốn quào tôi quào cho ông coi nè. Bác sĩ, em đi qua ngân hàng deposit mấy cái check. Em thấy bà bác sĩ chạy xe vào parking, em vội chạy về đây báo cho bác sĩ hay nè. Thôi em đi nhá. Thôi. Chết rồi, cái chỗ làm ăn mà. Tới đây làm cái gì mày ngoài tôi chết rồi. Chỗ làm ăn mà cứ... Tôi nói ông sao? Sáng ông ngủ dậy phải bỏ hết tất cả áo quần vô máy giặt, rồi rửa chén, rồi hút bụi, rồi lo nhà. Mà ông không làm gì hết trơn, ông dám đi khơi khơi là sao vậy? Là em đây đang có khách bệnh nhân, đang có bệnh nhân. Kệ bà nó chứ. Tôi nói ông nghe, bây giờ ông thấy tôi cưng ông quá rồi, ông lần mặt tôi làm sao? Sáng tôi ngủ dậy nguyên một chồng chén bát đầy tới mặt tôi mà ông không rửa nữa. Quá tôi quá khổ mà. Tôi chắc chiêu từ đồng từ cắt, tôi không dám ăn xài, tôi không dám mướn người làm. Tôi để những bổn phận thiêng liêng cao cả đó cho ông làm. Vậy mà không biết thương tôi. Một giọt nước mắt tôi không dám rớt ra nữa. Bởi vì nước mắt là tiền. Nước là tiền. Mỗi lần tôi khóc lỡ mà nước mắt nước mũi có rớt ra, tôi ráng tôi nuốt vô. Tôi nuốt vô vậy nè. Vừa khóc vừa tắm hả? Vậy thôi em ơi, bây giờ về nha. Bây giờ em đi shopping đi nha. Công việc nhà để đó cho anh. Tối nay anh hứa anh thức đêm mình dọn hết cho em luôn nha. Thôi em đi nha, đi. Tề gia trị quốc bình thiên hạ, không làm xong chuyện nhà đừng tới chuyện hoàng bạch, mệt lắm. Em ơi, anh đi học tâm lý trị liệu đã 10 năm rồi, em phải để cho anh hành nghề chứ. Ai cấm anh hành nghề? Im. Chừng nào tôi cho phép nói mày được nói. Cái bệnh sợ vợ là bệnh trời cho. Ông muốn chữa cũng không được. Nhưng mà ông ngoan cố hả? Ông muốn chữa thì cứ việc chữa. Cái thằng nào ngu á đem tới nộp tiền cho ông thì cứ nộp. Tôi lấy. Em ơi, trời ơi, anh quảng cáo là trị nhất căn bệnh sợ vợ. Mà bây giờ em nói ra như vậy bể nồi cơm hết sao? Im. Tôi giả cái giờ. Chừng nào tôi cho nói mày được nói, ok? Ông nói sao? Ông nói là ông bể nồi cơm hả? Tôi nói thiệt, tôi là người có lương tâm nè. Tôi thiệt thà là có sao tôi nói vậy nè. Nguyễn Ngọc Ngạn tới đây nhờ chữa bệnh cả năm trời, có thấy bớt chút nào đâu. Càng ngày càng sợ vợ dữ dội nữa. Trời ơi em ơi, Nguyễn Ngọc Ngạn là thuộc về hội trưởng hội sợ vợ rồi, làm sao mà chữa được. Thôi được rồi, bây giờ như thế này, em cứ đi nha. Em cứ đi shopping đi, mọi việc đã để anh lo. Honey à, em chửi anh hoài á, em cũng mệt lắm. Em chửi anh hoài, anh làm cho em chửi anh hoài em tức lắm. Mắc câu em mang tiếng là ác mồm, ác miệng, ác phụ nữa. Em khổ lắm. Nhưng mà không chửi không được. Không có giỡn mặt với tôi hoài à. Ủa, bác sĩ, sao xìu vậy chứ? Phải dùng lên đi chứ. Bùng không nổi. Làm của cách mạng đi chứ. Làm không được. Mình là con cọp mà. Gặp vợ thì mình rác. Cái gì? Cọp hả? Sợ quá à. Cái chiêu này có anh Trần Củ Dạng dạy phải không? Xưa rồi Diễm. Kiếm chiêu khác đi. Cọp hả? Cọp thiệt tôi còn bắt ở đó mà cọp giấy. Tôi không phải là cọp giấy đâu. Mà tôi là con cọp thiệt. Những bác tôi kêu bằng con hổ đó. Hổ nhớ rừng. Gặm một khối cắm hôm trong củi sắt. Sợ quá, củi sắt. Củi thép còn không sợ đó mà củi sắt. Cọp hả? Sư tử nè. Cọp bằng sư tử. Điều này không xong, bác sĩ là bên trả tiền cho em về. Không xong rồi. Đó, em thấy chưa? Em thấy em phá công việc làm ăn của anh chưa? Cả trẻ xu nè. Ui vậy? Cảm ơn tiền ngu này nha. Bây giờ tôi đi shopping đó ha. Một chút xíu tôi về mà công chuyện nhà không xong á, đừng có trách tôi nghe chưa? Em mốt đừng có ngu nữa nha. Em cứ đi. Làm gì hôm nay ai chịu tôi ngu hết trơn trời. Bác sĩ, sao vậy? Tôi tưởng bác sĩ là chữa bệnh sợ vợ cho tôi. Ai về ông còn sợ hơn tôi nữa. Còn sao vậy?
Chú phải thông cảm cho anh. Thông cảm gì? Nếu anh không phải là thằng sợ vợ đấy, thì làm sao hiểu được cái tâm trạng của những người sợ vợ mà chữa được? Nhưng mà sao bác sĩ không mãi không làm con cọp gầm lên? Nhưng bà là khủng long. Khốn nỗi là bụt nhà này nó không có thiêng. Tôi chữa cho người ta được, nhưng mà tôi không thể nào tôi tự chữa cho tôi được. Nhưng mà tôi nói cho chú nghe, ở trước đám đông này đó, tôi không muốn làm lớn chuyện thôi. Chứ còn bà dám làm cái chuyện này với tôi không? Tôi cá đó. Ở nhà bà dám làm cái chuyện này với tôi à? Xin lỗi. Thì được đi mày. Em. Sao? Thì sao? Thì anh vẫn thương em bình thường. Mấy em ra đây. Lên. Gì vậy? Lẻ lên. Trời ơi. Trời ơi, cái chỗ làm ăn em bê hai bà nữa tạc ra đi làm cái gì? Kéo hà mã thôi. Đâu có làm ăn gì đâu. Kiều Linh Chí Tài hết kịch rồi, chào khán giả. Nở rần rần, đón Việt Kiều có khác. Anh hai trời ơi, hoa vẫn còn chờ đón. Ô, anh hai về. Em. Anh. Gì? Sao mùng 1 Tết không về? Em mặc cái bộ dài từ mùng 1 tới nay chưa tắm luôn á. Trời đất ơi. Mười mùng luôn rồi. Mà hôm bữa bạn bè tới đây đông lắm mà sao anh hai không về ngay mùng 1 Tết? Tao thất nghiệp về giờ nào là không được. Thế nhớ. Nhưng mà Cẩm Nang Du Lịch Việt Nam có dạy. Dạy gì? Việt Kiều khôn ngoan, không bao giờ về đúng ngày Tết. Sao vậy? Tốn tiền nhiều tiền lì xì lắm. Sao giờ anh keo kiệt dữ vậy? Mày nói vậy là quan cho tao rồi đó nha. Tao kẹo từ hồi nhỏ chứ không phải giờ mới kẹo đâu. Bởi vậy lấy bà nào bà cũng bỏ hết trơn á. Nhưng dù kẹo cách mấy, về đây anh vẫn có quà cho em. Cái gì vậy? Đây, 30 kg cherry hàng cao cấp. Trời ơi, dân Việt Nam mà được 30 kg cherry là phải hát liền. Cái này mới đúng là anh cho em mùa xuân 30 kg cherry bò trong cái vali. Mày định hát nha, nhức đầu quá. Ủa vậy hả? Bởi vậy em hát karaoke sớm mắt em tắt hoài à. Sao rồi? Dạ? Cái chuyện mà anh nhờ em làm tới đâu rồi? Trời ơi, anh hai đã nhờ rồi là em phải làm chu đáo nha. Em định đi ra ngay chỗ mà tìm bạn bốn phương hoặc là làm mai á. Em đăng ký cho anh nhưng mà em nghỉ rồi. Trước sau cũng đưa tiền cho chúng ăn. Mà ngày xưa em làm thư ký với chồng, em biết tẩy người ta rồi. Cho nên thôi, em nhận cái việc làm mai này luôn. Người ta đã gọi là trong cái tứ ngu đó. Tứ ngu là cái gì? Ông bà có câu làm mai lãnh nợ gác cu cầm chầu. Tứ ngu. Làm mai lãnh nợ thì anh biết. Nhưng cứ gác cu thôi chưa biết. Ông đang nghĩ gì trong đầu ông vậy? Tao đang nghĩ cái mày đang nghĩ đó. Ây bà, gác cu cầm chầu đây là cái con chim cu mái á, hiểu không? Người ta mới để người ta lưới lại chứ không phải là cái lồng nha. Anh muốn bắt được cái con chim cu đực á, anh phải để nó. Nó có tiếng gáy kỳ lắm, hiểu không? Gái cái giống sao? Mái nó có cái tiếng kêu kỳ, nó kêu cái ghê con, vậy? Cái con chim cu đực á, nó mới bay tới, người ta mới chụp lưới, người ta bắt được con chim cu đực. Hiểu không? Nó gọi là gác cu. Gác cu là mình ngồi im vậy nè, hiểu không? Nhìn con chim nó hoài luôn, không có được đi đâu, không được tắm rửa ăn uống gì trơn á. Cho nên ta gọi là tứ ngu. Nó cũng giống như là mai vậy đó. Hở làm mai mà được hạnh phúc á, người ta không ai khen hết trơn, mà làm mai mà thất bại một cái, có chuyện gì nó lôi mình ra nó chửi, hiểu không? Yên tâm, mày làm kiểu gì cũng được, miễn là có hiệu quả là ok. Hiệu quả chứ, em đã viết rồi, em viết một cái tờ giấy ha, chỉnh chu hết trơn, em sửa từ chữ em mới để lên trên mạng. Trời ơi, nó giật sạch trang mạng của em luôn. Mày viết cái gì mà dữ vậy? Em viết phải, mình phải giật tít liền. Sao em đề vô liền là thanh niên 60 tuổi. Chữ nghĩa mày sao vậy? Sao vậy? Thanh niên tức là tuổi đôi mươi. Thanh niên gì mà 60 mày? Thì bởi vậy anh phải giật tiếp như vậy đó. Gọi là giật tiếp đó, ở Sài Gòn mình nó ghi vậy, hiểu không? Là mình phải nói vậy cái người ta sốc, người ta vô người ta coi. 60 tuổi là thanh niên sống lâu năm. Đề ở dưới nè, Việt Kiều Mỹ in đậm. Xong còn đề thêm chữ nữa, chán ăn mặc đa nồ. Thèm mắm ruốc Việt Nam. Là sao? Cái mắm ruốc á, hồi hồi á, chấm xoài mút nè, hết rồi mắm ruốc mà còn miếng xoài đó. Mày nói nghe không có cao cấp gì. Mày phải nói là tìm bạn gái quê nhà. Có rồi, em ghi rồi, mọi giới tính đều được tham dự. Trời ơi, mày nói vậy bóng gió ô môi nó nhào vô là chết cha tao. Đang thời của mấy đứa đó, cứ ghi vậy đi, nó vô nó chửi. Trong lúc nó chửi là có càng nhiều người coi là càng thành công. Mà em có mở ngoặc rồi, phụ nữ từ 13 tới 53. Bỏ đi, dưới 18 tuổi lỡ tù đó mày. Anh kiếm bồ chứ đâu phải kiếm vợ lấy liền đâu mà sợ. Anh cứ giật tiếp là 13 đi chứ 53 đi, hiểu không? Rồi mẹ của những đứa 13 nó vô nó chửi anh.
trong lúc nó chửi tan nát thì mấy bà mà chưa có chồng á, mấy bà mà gọi là mẹ đơn thân đó, single mom đó, phải vô trong lúc bà chửi tan nát thì cũng ít nhất cũng phải có 5-70 bà, hiểu không? Đồng ý làm giấy tờ giả với anh. Nè, mày thêm cho tao cái này. Thêm gì? Ưu tiên cho những cô gái mồ côi không cha, không mẹ, không anh, không em. Nó nghe nè, sao tự nhiên anh thương trẻ mồ côi đột ngột vậy? Thương mẹ gì? Tao sợ bảo lãnh họ hàng nó qua lắm. Anh sống có đạo đức ghê vậy. Nè, chứ tao thiệt tình tao nói mày á, tao về đây lần này á là tao không có nhắm kiếm vợ hay là bạn gái. Biết rồi. Tao chỉ nhắm kiếm tiền thôi. Biết rồi. Mày kiếm đại mà con mẹ đại gia là sồn sồn đó, chịu khó chi tiền cho tao làm giấy tờ giả đưa qua Mỹ. Ê, ghê quá à. Anh giống như bán thân vậy. Trời ơi, bán thân thì được giá tao mới bán chứ mày. Thân tao như vậy đâu tính giá bèo được. Thôi thôi, thân anh bộ ngon. Ê anh. Gì? Anh yên tâm đi, nói gì nói chứ hôm qua tới giờ em kiếm được cho anh hai người. Hai người rồi. Dạ, hẹn hôm nay tới đây. Ừ. Mà em chỉ hỏi anh lý do nè, tại sao nhà cửa em gái anh, gái ruột đây sao em không, anh không ở với em, anh ra khách sạn ở làm gì? Chồng mày đâu có ưa tao. Làm gì không ưa anh? Hồi xưa nó ưa chứ bây giờ nó thù tao suốt đời. Mắc gì thù? Tại tao xuống nó lấy mày đó. Mắc gì rồi lấy tôi rồi nó thù anh. Lấy tôi hiền lành dễ thương vậy mắc gì thù tôi. Mắc cười quá đáng ổng điên về không biết tôi. Thôi mày ơi, tao giỡn thôi, mày làm gì dữ vậy? Tại vì sức khỏe tao lúc này xuống lắm, phải không? Đêm tao ngủ không được, thức dậy hoài à. Mà sao ở anh? Nhà tụi bay vậy đó, tao lục đục nửa đêm, tao sợ tụi bay ngủ không được. Anh bị cái gì? Tao không biết nữa, mà lúc này sao mấy tháng nay tao đau lưng quá trời luôn. Đau cột sống hả? Không biết nè, cho mày coi. Cái gì đâu, dở coi coi. Trời ơi, sao lông bát mà dán 6 miếng luôn hả? Trời ơi, có dán xuống đít luôn không? Mày ơi, cái nhỏ này vô duyên. Anh em với nhau mà nhỏ tôi với anh cũng tắm chung mà, nó nghe đã anh hai. Sao anh bệnh nặng dữ vậy? Cái lứa tuổi của anh bây giờ mà dính đến cột sống á, mà cái mặt của anh mà giờ ngồi xe lăn là về Việt Nam chỉ có bán vé số à. Thấy thương quá à. Anh ơi, anh bị vậy rồi nó có bị đau xuống xương cụt luôn không? Xương cụt là xương gì? Cái xương cuối cùng của cái con người đó, mà nếu như loài chó là nó mọc cái đuôi đó. Tao tát mày chết rồi mày. Sao vậy? Mày coi tao như chó. Trời ơi, năm nay năm tuất mà, phải dí với chó chứ, còn mình là cái xương cụt á. Anh ngồi có bị đau, có dán đó không? Có, tao dán tuốt cái này lận. Dán vậy rồi con nào ăn mà không ải rồi dán vậy đi được không? Sao mày hiểu chuyện hả mày? Không phải, em sợ hư toilet lát ngồi nhớ lột ra ha. Con nhỏ này hà tiễn gì, hà tiễn kỳ cục. Trời ơi, bây giờ bệnh mà, bệnh gì kỳ cục chứ bệnh mà. Tao nói cho mày nghe, tao bây giờ trên 50 rồi, phải scan đủ thứ. Nào là CT scan rồi MRI. Phải chạy qua một cái máy ha, mà từ đầu tới chân là nó biết mình bệnh gì hết. Nhưng mà ngắt cái bên Mỹ bây giờ nó khó khăn lắm. Bảo hiểm á thì phải chờ, hẹn lâu lắm. Mà tiền mặt thì tao không có đủ. Anh khám bên Mỹ làm chi? Sao? Trời ơi, bây giờ ai người, mấy người mà có tiền á, Việt Kiều rồi gì, người ta về Việt Nam này nghe Bình Tân nè, có cái bệnh viện lớn xịn lắm. Bệnh viện Bình Tân lớn lắm hả? Bệnh viện gì? Bệnh viện CI hết. Nghe tên thấy ghê vậy mày. CI có nghĩa là chữa bệnh sẽ hết đó. Đây nè, hôm bữa vợ chồng em mới kéo khám nè. CI. Trời hết. Ơi bà ơi, CIH có nghĩa là City International Hospital. Thấy chưa? Mày đọc cái gì CI hết vậy? Ai biết? Thì quốc tế City. Trời ơi, tôi đâu có biết anh văn đâu, tôi thấy chữ cờ nè, chữ Y nè, chữ H nè, tôi đọc là CI hết, chữa sẽ hết đó. Hay lắm cái bệnh viện này. Đồ ơi, đồ xịn, công máy móc của Singapore, Nhật Bản đó. Mà quan trọng là nó tọa lạc ngay Bình Tân luôn. Đây nè nè nè. Hả? Bệnh viện quốc tế City nè. Tọa lạc tại khu y tế kỹ thuật cao. Đúng rồi. Hoa Lâm, Sài Gòn, Việt Nam. Với phương châm nè. Phương châm gì? Tất cả vì người bệnh. Đó. Nói nghe nè, bữa vợ chồng con cái em vô trọng xếp hàng chụp toàn thay hết rồi. Cái gì? Chụp toàn thân cái gì toàn thay, mày nói thì ghê. Tại cái này nó toàn thân là chứ chụp hình bình thường, còn này nó scan đâu trong người mình luôn. Vậy hả? Bệnh gì là lòi ra hết, máy móc hiện đại như là bên nước Mỹ của anh đó. Vậy hả? Ngon. Ê. Hả? Cái gia đình mày đi chụp chắc đỡ tốn tiền lắm á. Sao vậy? Bị vợ chồng mày mỗi đứa có thứ mốt mà nằm chồng lên nhau chụp một lúc.
Chụp đó. Hai ba lần. Tụi lao cho nổi, chụp xỉn lắm. Người chụp 8 năm tắm ở trên lầu rồi gia đình em trong sạch. Kể như không ai có bị bệnh gì hết trơn, ngon lắm. Em dẫn anh hai tới đó, chỗ đó giờ ngon lắm. Thôi nổi tiếng. Thì mà tao hỏi nè. Gì? Cái bệnh viện này có chắc không? Chắc. Cái này á là tôi nói chắc hoài là nó nghe đó là chắc. Singapore và Nhật Bản. Cái gì? Chắc chứ sao không chắc? Đấy là một cái bệnh viện rất là chu đáo, an toàn. Vì vừa rồi tôi có qua đấy, tôi kiểm tra ung thư vú rất là tốt. Chào chị. Ừ. Chào chị. Dạ. Xin lỗi chị, có phải là chị Phượng không? Dạ em là Phượng đó chị. Ồ, chị Phượng đây à. Dạ. À, hôm qua tôi có nói chuyện với chị đấy, chị có nhớ không? Dạ có. Chị là xin giới thiệu với chị. Dạ. Tôi là Bạch Tuyết. À, Bạch Tuyết. Ừ. Bảy chú lùn đâu? Vậy người ta phụ nữ nói vậy người ta buồn kỳ cục quá. Bà lùn vậy đâu có cần chú lùn chi nữa. Trời ơi, cái người mà mới vừa vào bị dập tưng vậy. Chị, quá tươi về. Công nhận chị Bạch Tuyết đúng giờ dễ sợ luôn á. Thì đúng rồi, tôi là dân business mà. Dạ. Làm cái gì cũng phải đúng giờ. Tôi làm ăn đối tác với người nước ngoài nên giờ giấc rất là chính xác. Ủa chị làm gì với người nước ngoài vậy chị? Tôi buôn bán cháo lòng. Ủa sao cháo lòng mắc mớ người nước ngoài? Thực ra là cái Z tô răng nhà tôi đấy, nó có nhiều món ăn, nhưng mà cái món chủ đạo của chúng tôi đấy là món cháo lòng. Mà khách phục vụ của chúng tôi đấy là du khách nước ngoài. Mà người nước ngoài thì họ đâu có biết thưởng thức ẩm thực Việt Nam đâu. Ngon hay dở, họ cứ hút cái giọt thế là xong. À. Chúng tôi giàu nhanh chóng nhờ vì đấy. Cô nói đúng đó. Ngay cả vấn đề nhan sắc của phụ nữ Việt Nam, họ không có biết phân biệt ai xấu ai đẹp hết trơn. Tôi có cái ông bạn người Mỹ nha, ông có bà vợ nhìn thấy ớn gì đó, mà đi ra đường có nói, oh, you are so beautiful. Dạ, đúng rồi, đàn ông nước ngoài là khen vợ luôn mỏ mà nó bỏ liền tay. Bỏ bữa nào không hay, còn đàn ông Việt Nam mình cả đời không bao giờ thấy khen, mà cả đời không bao giờ dám bỏ. Ê, mày lấy Mỹ nào mày biết hay vậy? Có, em nghiên cứu vậy thôi, tại biết đàn ông Việt Nam chung thủy lắm. Nói chung là sợ bỏ chia gia tài đấy mà. Thế nãy giờ nói chuyện với chị Phượng đây tôi biết rồi. Nhưng mà tôi xin lỗi, người đàn ông cứ đâm ngang đâm dọc này là ai đây? Xin hân hạnh giới thiệu với cô. Tôi là Đinh Tài Phùng, Việt Kiều Mỹ. Ồ, Đinh Tài Phùng, nghe tưởng là Việt Kiều Đài Loan chứ. Dạ, Việt Kiều Mỹ chị, dạ mời chị ngồi. Dạ, cái tên thôi chị. Em trân trọng giới thiệu với chị, đây là anh hai của em, Việt Kiều Mỹ. Anh hai của cô ạ? Dạ. Mới nghe qua tôi cứ tưởng là, tôi tưởng là bố cô đấy chứ. Già quá. Dạ. Bố em mà sắp sửa làm chồng tương lai của chị á. À, thực chất ra thì tôi cũng biết rồi. Dạ. Hôm qua tôi có lướt trên Facebook của cô thì có biết là giới thiệu ông anh đây là Việt Kiều Mỹ, đã chán ăn mặc Donald, muốn tìm bạn gái Việt Nam ở quê nhà. Xin giới thiệu với ông anh, em là gái đẹp Việt Nam quê nhà, đã chán ăn cà pháo mắm tôm và muốn lấy chồng Mỹ. Chúng mình đẹp đôi quá. Trời ơi, chị ơi chị. Dạ, anh hai em cũng gian dở mấy lần rồi, giờ ổng sợ phụ nữ lắm rồi chị. Thực ra thì tôi cũng dở gian mấy lần rồi, tôi cũng chán đàn ông lắm rồi. Tôi chán lắm. Nhưng mà tôi thấy đàn ông mà tôi cứ như sắp sát lên, đấy là cái bản chất của tôi thôi. À, bản tính chị hả? Chứ thực ra tôi cũng không thích gì lắm, vì tôi tắt lửa lòng lâu rồi. Mà nếu sau này tôi có thích đàn ông á, thì cái gu của tôi phải là một kép trẻ. Đấy, như anh chàng đang ngồi dưới hàng thứ hai kia kìa. Ôi dồi ôi, đô con bụng sáu cục vạm vỡ. Thích quá. Đấy, mặc qua lớp áo vét thì mình nhìn vẫn còn gợi cảm nữa đấy. Cứ như xin lỗi ông anh, cỡ ông anh đây á, hết đát rồi. Trời, vậy anh của tôi cũng của không có nhu cầu, cho nên là giờ mình chỉ cần làm giấy tờ. Dạ, để bảo lãnh đi qua nước ngoài chị. Ồ, tôi biết mà, hôm nay mình đến đây là để mình nói tiền chứ đâu phải nói tình đâu. Dạ, đúng rồi. Cô đúng là thông minh. Dạ, anh em tôi đã bàn bạc rồi, số tiền là 60.000 đô Mỹ. Cái gì? 60.000 đô la Mỹ? 60.000. À, tôi là dân business thì tôi cũng không có so đo buôn bán gì. Nhưng mà cái nào nó phải ra cái đấy. Thời buổi bây giờ nước Mỹ đâu phải là thiên đường nữa đâu mà lấy 60.000 đô la. Bây giờ từ ngày ông Donald Trump lên làm tổng thống đến giờ, người Mỹ người ta ùn ùn, người ta kéo qua Canada, người ta sống với ông Ngạn hết rồi. 60.000 đô la là hơi phi lý đấy. Cô à, cô thấy vậy thì không có mắc đâu. Tôi đưa cô qua Mỹ là chỉ làm đầu cầu thôi. Mấy mốt cô vô quốc tịch, cô sẽ đưa cả dòng cả họ cô mấy chục người qua. 60.000 đâu có mắc cô. Thì đúng rồi, nó không đắt,
nhưng mà tôi thì không muốn mang tiếng là bị lừa. Cái đời của tôi chỉ lừa người ta thôi chứ không ai được lừa tôi nhé. Đấy, thường á, tôi biết là cái giá mà làm mà hôn thú đi Mỹ là 50.000 đô la thôi. Mà có nhiều người may mắn chỉ tốn có 20.000 đô la thôi đấy. Vậy? 20.000 đô la? Ừ. 20.000 chắc đi qua Bắc Hàn á. Qua Bắc Hàn bà ôm bom nguyên tử á bà anh hả? Trời, ôm bom bên đấy cho banh xác à trời. Vậy thôi, nếu chị cảm thấy 20.000 chị kiếm người khác làm đi chứ anh em tôi là coi cancel chị nha. Để này, tôi gọi này. Điện cho người khác. Phượng, từ từ bình tĩnh, từ từ khoai từ nó mới nhừ. Chuyện đâu còn có đó. À, bây giờ tôi chắc giá như này nhá. 50.000 đô la. Cô cứ làm tốt hết mọi việc cho tôi đi, tôi sẽ cho cô 30 triệu. Ủa sao có 30 triệu vậy? Thì lý ra là tôi bo cho cô nhiều đấy. Nhưng mà tại vì lúc nãy vào đây ấy, cô bảo là tôi lùn quá, bảy chú lùn cần gì nữa. Thế tôi giận quá. Nhưng mà nói gì nói cho cái số tiền mà để phải trả cho cô đấy là cái người này chứ không phải là tôi nhá. Nhưng mà cô. Tôi để em lo cho chị chu đáo cho mà. Thì biết rồi, cô chu đáo nha. Rồi tôi sẽ trả cho cô rất là đàng hoàng nhá. Cô này đúng là một doanh nhân kinh nghiệm, quyết định mau lẹ quá. Vậy là anh đồng ý là em nhất trí nha. Anh đồng ý. Dạ, vậy là giá 50 hả chị? Thì bây giờ đồng ý rồi. Coi như là mai mốt tôi sẽ đưa tiền cho ông anh. Dạ. Chúng mình phải làm một cái bản hợp đồng hôn thú giả với nhau. Để khi mà qua Mỹ mình minh bạch. Nhưng mà mình phải set up một tí. Là mình á, tôi về nhà ông, tôi ở chung với ông. Để cho cơ quan di trú Mỹ nó khỏi nghi ngờ đấy mà. Dạ, những điều mà em muốn nói là chị nói rồi đó. Chính xác đó chị, quan trọng lắm. Nếu như mà người ta không có tin ha, là người đầu tiên bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ là chị. Còn anh của tôi thì đi tù. Cái điều đấy tôi không lo bằng cái điều khác. Điều gì nữa? Cái điều tôi lo là tôi về tôi sống chung với ông này một thời gian này. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Một thời gian ông nhìn cái sự hấp dẫn của tôi, rồi ông mê tôi, rồi mình lại làm vợ chồng thật. Khi đấy ông phải lôn ra 50.000 ông trả tôi đấy. Chị ơi chị tự tin về nhan sắc của chị quá à. Nhưng mà tôi tin anh tôi mê 50.000 hơn mê chị. Em tôi nói đúng đó chị. Bà lo xa quá. Tôi chỉ sợ là bà ở bên cạnh tôi đó, lâu ngày rồi bà cầm lòng không đặng. Hả? Bà mê tôi thì tội nghiệp cho bà lắm. Trời ơi. Thôi rồi bà không ăn rồi. Bây giờ xu thế người ta là ta mê kép nhí, kép trẻ. Tài tử Mỹ, ca sĩ là đều là lấy chồng trẻ. Đấy bà thấy không? Cái bà mà vợ ông Tổng thống Pháp đấy, bà hơn chồng bà 24 tuổi. Trời ơi làm sao mà lấy ông này được. Ông này là già khú già sa khắm hết đát rồi. Dạ vậy thôi em cũng mừng là anh chị không có yêu nhau. Mình cứ vì tiền mà làm thôi ha. Dạ cho nên á là quan trọng như vậy nè. Hai người phải làm sao mà y như vợ chồng thiệt. Ha, phải diễn sao mà cho hay. Mà cái người mà đi phỏng vấn á ha, cái vị hôn thê mà đi phỏng vấn mà có bầu á là đậu liền. Đó anh của em á là Đinh Tài Phùng mà. Đinh còn ngon lành lắm. Nhìn cái tướng ổng là biết có con. Quan trọng là chị nè, còn trứng để đẻ không? Trứng tôi lặt anh hết rồi. Còn gì nữa đâu? 60 rồi đẻ đâu có được nữa anh. Phượng, dẹp cái vụ đó đi. Sao vậy? Tuổi này tao đâu có bế con nít nổi nữa. Sao nói? Bỏ đi. Anh, sao anh nói anh muốn có đứa con nói giỏi tông đường? Anh nói là phải kiếm một thằng nói Đinh Tài Phùng để có một đứa con đặt là Đinh Tài Sửu. Thôi này. Không có tài xỉu, tài chi gì hết. Tôi không muốn đẻ. Đẻ nó hư cái body của tôi. Trời ơi. Trời ơi, chị ơi, chị đứng còn không dẫn nữa. Cái body của chị như vậy là nó nát rồi chứ nó hư gì nữa. Ngồi xuống đi chị. Nhà cả nó phải lấy cái phần nhớ làm sao. Lấy cái phần này vô. Bây giờ em sẽ lo cho chị cho nha. Hai người là phải coi nhau như là vợ chồng thiệt á. Dẫn nhau đi Đà Lạt, Vũng Tàu, Mũi Né. Đi tới đâu là phải chụp hình tới đó. Ừ, thì chụp hình thì kêu thợ chụp hình. Tốn tiền chi chị dâu. Ừ. Đừng có kêu thợ chụp hình. Mua hai cái vé cho hai vợ chồng em đi theo chụp cho. Trời ơi cái gì vậy trời. Bảo là tốn tiền ông chụp hình. Kêu hai vợ chồng chị tốn gấp đôi à. Trời ơi nhưng mà tụi em là gia đình. Có chuyện gì giả mạo tụi em đâu có xì ra ngoài. Hiểu không? Rồi hai vợ chồng đi đâu có được. Buồn lắm không khí nó không giống gia đình. Mướn ba đứa con em đi theo. Mua thêm ba cái vé nữa. Nó chạy tung tăng xung quanh. Trời ơi chụp hình lên là người ta tin liền. Trời đến 5 người luôn. Dạ. Mà thôi được rồi. Vì cái thẻ xanh tôi làm hết. Mà miễn quan trọng miễn là được rồi. Miễn là chị ăn ở nhà hàng nào, chị ở cái nhà hàng nào là em phải ở đó đó. Nữa hả? Dạ. Ăn gì em ăn? À bà Tuyết à. Mọi cái chi phí đó là bà phải trả hết đó nha. Chứ tôi không có trả. Anh ơi chị lo vé máy bay rồi. Chị thôi anh trả tiền ăn đi. Mày không có hiểu gì hết. Khi một người đàn ông đi với một người đàn bà ăn chung với nhau, nếu người đàn ông trả tiền thì ai cũng biết đó chính là tình nhân. Mà khi người đàn bà trả tiền thì người ta cũng biết đó là vợ chồng.
Hiểu chưa? Wow. Chị vậy thôi gì cái thẻ xanh nha chị trả tiền luôn nha. Rồi, tôi biết tôi trả luôn. Dạ. Tôi lo. Nhưng luôn. Bây giờ tập đi, hai người tập với vợ chồng đi. Tập cái gì? Sao ngồi xa lánh, ngồi sát vô nhau coi. Lỡ người ta tới đó người ta phỏng vấn là hai người phải ngồi sát vô coi. Ngồi giống vợ chồng coi. Trời đây dạ, vợ chồng của anh chị hai em ngồi như ông địa ông thần tài vậy trời. Thì sao? Trời ơi, ngồi không có lãng mạn gì hết trơn. Vợ chồng gì kỳ quá à. Nắm tay nhau coi. Ba má cộng lại trên 100 tuổi rồi. Không phải tuổi teen đâu mà làm gì cái ghê vậy. Mà em yêu kiều cầu chị đi làm nail đi nha. Móng dây tàn là tiết canh không vậy? Có gì đâu, mới nay tao vừa thọc heo giết cái, lấy lợn xong rồi đấy. Mấy móng nó dơ đấy. Chị ơi, chị làm ơn tới D&D gel á, người ta bán nó sơn đẹp lắm. Trời ơi, bộ móng tay thấy ghê quá nè. Bây giờ nè, quay qua nhìn nhau âu yếm, mắt chớp chớp long lanh, giống như là muốn lấy nhau vậy đó. Mỏ cong lên để hung để người ta chụp hình nha. Em làm mặt nhạc lãng mạn cho nè. 2, 3, vô. Tè 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 tè. Bỏ nhạc đi mày. Sao vậy? Cái nhạc gì mà hung mà tè 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 tè. Đúng rồi. Mày cứ tè 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 tè. Ông già từng này tuổi rồi ông tè ra quần là hết hôn luôn á. Xanh đó. Này, bây giờ làm cái gì thì làm. Hôn hít á thì phải dặn trước, để trước khi hôn tôi còn đi mua thuốc nữa. Thuốc gì? Thuốc chống ói. Ở nghĩ sao tuổi này tôi đi hôn với ông già như thế, chán chết luôn. Có mua nhiều nhiều một chút. Chia cho tôi phần nữa. Nữa hả? Trời. Mua dư cho em luôn nha, em thấy hai người hôn em mới ói nè. Bây giờ quan trọng là phải tập nhau như vợ chồng. Hôn chưa có được, hai người mà cứng nhắc như vậy á là phải vô phòng the. Nằm lõa thể ra selfie. Trời ơi. Trời. Cái gì ghê vậy mày? Lõa thể nữa hả? Nằm xuống coi. Vô phòng nằm. Gì nằm cái ghế đây? Nằm sát với nhau nè. Nằm với nhau. Nằm. Rồi lõa thể ra. Rồi giả bộ selfie. Nhưng mà thật ra là em chụp hình cho sở di chú tao thấy. Lõa thể ra lõa lồ. Mặc áo yếm khiêu gợi lên coi. Rồi. Rắc. Đẹp quá. Trời ơi trời. Cuộc đời của tôi quả báo nhãn tiền nó đến nhanh quá. Cả đời giết heo, bây giờ cuối đời ngủ nguyên con heo nọc luôn. Trời ơi, cái mặt như cái thau vậy đó ông nội. Trời ơi, heo thì còn có nốt ruồi như con ve chó vậy cha. Nhìn không có gợi cảm tí nào hết. Phượng ơi. Dạ, em đây chị. Cứu chị với Phượng ơi. Làm gì chị? Đó, chị lên Phượng ơi. Chưa có mừng ăn mừng uống gì sao mà bại liệt vậy? Trời ơi, nhìn ông tao tụt lửa không hết lên được luôn. Trời ơi, chết mất. Ôi, em ơi. Dạ. Trời ơi, bây giờ thì chuyện đã đành rồi, phải bằng mọi cách để mà lấy cái thẻ xanh đi Mỹ thôi. Chị về, chị lo nhà hàng, nó quản lý cái nhà hàng cho chị. Chị lấy tiền qua, chị đưa cho em. Dạ. Rồi em lo lắng cho chị. Dạ, dạ. Mà chị với chồng chị đi qua Mỹ nha. Trời ơi. Chị ơi, chưa làm gì mà cho xin sụm bãi quá vậy chị. Quả báo nhãn tiền nó đến nhanh quá. Giết heo chị cho lắm, bây giờ ngủ nguyên với con heo già. Trời ơi, tôi khủng khiếp quá. Trời ơi, có ai cứu tôi không? Trời ơi, quả báo đến rồi. Ôi. Gì nữa? Ôi. Đỡ anh hai vậy. Chưa có làm gì mà sao mọi người làm thấy ghê quá vậy? Hồi nãy ba đè tao một cái rắc đau lưng. Nè. Dạ. Mày cõi được hai người đúng không? Dạ. Bây giờ có bà. Kệ, bà này bà hôi heo một chút nhưng mà bà có tiền. Đúng rồi. Bà nói tao hèn nọc chứ bà là heo nái đó. Mày cancel cái bà thứ hai cho tao. Dạ. Chứ bà thứ hai tới là heo rừng, nó tao chết cha tao luôn. Cancel nha. Cancel. Rồi. Dạ. Dạ em chào chị. Dạ chào em. Dạ chị có phải chị Phượng không? Dạ Phượng đây. Dạ. Em là? Dạ em là Phan Kim Liên đây. Phan Kim Liên. Võ dạ. Tòng đâu em? Dạ tòng nào chị? Tưởng Phan Kim Liên trong Võ Tòng Sát Tẩu. À dạ đúng rồi. Tại vì hồi đó ba em ổng mê truyện Thủy Hử lắm, nên sanh em ra ổng đặt là Phan Kim Liên. Tên giống mà người không có giống đâu chị. Không có giống, đẹp quá à. Dạ em cảm ơn chị. Chị ơi chị. Dạ. Hôm qua chị có nói là chị giới thiệu cho em ông Việt Kiều đưa em qua Mỹ. Dạ. Hôm nay chị cho em gặp ổng được không chị? À ông Việt Kiều đó, ông không có về em ơi. Bậy. Cái gì vậy? Tao bẻ xương tao lại. Em, anh là Việt Kiều Mỹ, Đinh Tài Phùng đây.
đôi mắt anh, em là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc anh giấu yêu. Em làm cái gì vậy? Ông làm quá, ông nhép cái giọng bằng Kiều nha, không phải giọng của ông nha. Ông xạo nha. Em bị giật mấy cái vỏ, em thấy ai nhào tới em thủ dữ lắm. Ở đây á, ở Việt Nam đó, sắp sắp vô ta tưởng giật vỏ. Chị xin lỗi nha, tại ông anh chị không biết, chị để cái vỏ anh bàn giùm em nha. Dạ, trời ơi, bé dễ thương, bộ em mới đi làm về sao bận cao dài đẹp vậy em? Dạ không có, em từ nhà đến đây đó chị. Dạ. À, bị trên Facebook chị có ghi là ông Việt Kiều đã chán ăn McDonald's, muốn tìm bạn gái ở quê nhà. Nên hôm nay em bận áo dài, đặng để đem cho ảnh nét đẹp quê nhà. Trời ơi, con này bình thường tôi chết liền nha. Không sao. Đúng là hợp ý anh. Hôm nay em tới đây, đúng là em cho anh mùa xuân, nụ hoa vàng mới nở, siêu đồng nào nhung nhớ. Sao ta? Ê gái hả, cô khô à? Song ca hả? Song ca hả? Năm... Nhưng mà em thấy anh á, anh ơi, ở ngoài anh trẻ. Ờ. Mà sao trên Facebook ghi anh 60 tuổi? Anh trẻ là nhờ anh dùng Tubi Skincare. Hèn gì, chứ em thấy anh chừng ngoài 30 thôi à. Xạo quá bình ơi. Anh hai tôi 60 mà bà nói 30, chẳng lẽ tôi mới 13? Dạ đâu có, em nhìn chị chắc khoảng 53. Trời ơi, tôi đánh kem trộn dữ lắm mà sao nó nói tôi kỳ. Nhưng mà em nói thiệt, nè chị nhìn nè, mặt ảnh hơi xệ. Nhưng mà nếu mà chiếc Botox chỗ này một chút, filler chỗ này một cục, thì ảnh sẽ trẻ lại như trai 20 thôi. 20, 30 thì cũng xong hết rồi em ơi. Hả? Cái gì? Xong hết rồi hả anh? Anh có mối rồi hả? Đó. Vậy là em vẫn mãi là người đến sau. Không. Người ta tới trước, nên gặp anh là chỉ nói chuyện mua bán, làm giấy tờ giả để đi qua Mỹ thôi. Còn em tuy đến sau, nhưng em đối với anh mới chính là nơi tình yêu bắt đầu. À. Tóc quen nhau đã bao lâu rồi, hơi đêm, đêm có hai. Nát! Mày tát tao lại cho mày! Lai show hả? Bằng Kiều Minh Tuyết hả? Bạch Tuyết có 50 ngàn, Minh Tuyết không có đồng nào. Tao chưa nhận đồng nào của con mẹ nó hết. Bạch Tuyết! Dạ quá ông ơi! Em! Dạ! Cả cuộc đời anh bị đàn bà phản bội, hôm nay mới gặp người trong mộng, Phan Kim Liên. Anh là Tây Môn Khánh đây. Bà nội già đó, nó mê gái quên tên luôn trời. À không, ông tên Tây Môn Khánh rồi nào. À, là ông. Anh là Đinh Tài Phùng đây. Như vậy là duyên phận đã đưa đẩy cho Phùng được gặp Liên. Là cái gì? Dạ, Liên được gặp Phùng. Trời ơi, con này nó tỉnh ghê vậy trời. Nếu em được làm vợ anh, em nguyện sẽ ở bên anh suốt đời. À đây. Cái gì? Trời ơi, nó trẻ, nó đẹp như vậy. Cái tướng của ông đi còn không nổi. Cỡ nó, ông rước về, ông mới mở ra coi hình là ông đột quỵ rồi ba. Trời ơi, nghe lời em đi. Nó qua tới Mỹ, nó lấy được cái thẻ xanh, nó mà không bỏ anh, em làm con anh. Không. Hả? Em không sống bạc bẽo như vậy đâu. Nghe chưa? Mày lộn rồi. Em sẽ ở với anh cho tới khi nào anh chết. Đó. Ngày mai mới lấy người khác. Gì? Đó. Không có đó gì trơn á. Thà một chút quy hoạch rồi chợt tắt. Mày gọi phone này cancel con mẹ Bạch Tuyết bởi chú lùng cho tao. Tao kẹo thiệt, nhưng mất 50 ngàn tao không tiếc. Cái gì? 50 ngàn? Ừ. 100 ngàn là em. 50 ngàn? À. Vì em mà anh mất 50 ngàn. Uh-huh. Em áy náy quá. Cái gì? Mày nhìn cái gì? Gì? Mặt nhỏ này nó bệnh bệnh sao? Em lại anh. Mật ngọt chết rồi. Đừng có nghe lời nó. Kệ ta. Anh ơi, mà anh không phải ruồi thường đâu, anh là ruồi trâu á anh. Kệ, ruồi trâu hay ruồi gì cũng được, miễn là chết trong khuôn mặt là tao hạnh phúc rồi. Anh ơi, anh em, Thái ơi, anh Thái. Kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ trở thành vợ chồng. Anh sẽ đưa em đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Mũi Né. Chúng ta sẽ đi ăn, đi chơi. Và chúng ta sẽ chụp hình. Đi tới đâu chúng ta cũng giữ biên nhận, biên lai. Để mai mốt đi phỏng vấn chúng ta có bằng chứng. Dạ, nhưng mà em nói thiệt, em có tiền. Đừng có lo, tiền anh lo hết.
qua Mỹ em sẽ có nhà ở, có biệt thự, có Mercedes lái, có du thuyền đi tắm biển. Cái này nghe nè, cái mượn mượn chút xíu, không có đầy đàng hoàng. Hồi nãy từ Mỹ về Việt Nam có ghé ngang Bắc Hàn không ba? Sao vậy? Có mua trái bom nào không mà nổ dữ vậy ông nội? Ông đang ăn que phê, mắc tiền đâu mà ông mua xe hơi cho nó? Tao nói cho mày biết, một thằng đàn ông lần đầu tiên gặp cô gái đẹp, thằng nào cũng nổ hết. Chồng mày hồi xưa cũng vậy, gặp mày nó nổ như pháo Tết, nó lấy mày đó. Không nữa hả? Chị hiểu lầm ý em rồi đó. Mày cứ hiểu lầm người ta không à. Sao em? Dạ. Anh ơi. Sao em không cần nhà cao cửa rộng? Trời ơi, trời ơi, trời. Em chỉ cần một túp lều hạnh phúc đã là đủ rồi, rồi. Ổn không em? Anh không cần cửa mà em đá vô cái cửa của anh rồi. Dạ, anh có sao không anh? Anh chịu được mà. Xót ruột quá. Em nói em muốn lều phải không? Em muốn mấy cái? Anh có sẵn. Hôm đầy bô bán đầy. Dạ. Nè, bây giờ về khách sạn với anh. Mình bắt đầu honeymoon dài hạn. Đi liền em. À, anh ơi, thôi mình ghé nhà em đi. À, cũng được, đỡ tốn tiền. Dạ, đâu có. Em lấy ít đồ đạc đi với anh chứ. Tánh anh đơn giản lắm. Ngủ với anh khổ cần mặc đồ. Sao khóc vậy? Cảm động quá hả? Dạ không có. Tự nhiên cái em gặp anh á, em nhớ ba em quá. Trời đất ơi, có duyên quá. Nó đưa anh lên cái vàng thờ luôn rồi đó. Em à, thôi bây giờ em nè, anh nói nghe nè, mình muốn đi phỏng vấn á. Dạ. Nếu mà vô đó mà hôn thê có bầu là Mỹ sẽ dễ dàng chấp nhận tôi đi lắm. Thấy chưa? Anh ơi, dễ dàng lắm. Anh làm không nổi nữa đâu. Đinh anh giờ đinh cùi rồi. Nó mới quất một cái không chừng gãy cái đinh rồi đó. Mày im đi. Em lại anh hai ơi, 50 ngàn đi. Mày, đúng rồi đấy. Em làm ăn gì được đâu, đinh tài phồn. Anh ước ao của một thằng con trai để mà nối dõi cái dòng đinh của anh. Dạ. Anh sẽ đặt tên nó là đinh tài xỉu. Anh ơi, anh là đinh xét rồi, em nghe. Mày im đi mày. Chọt chọt quá. Em sao? Dạ, anh đã cứu vớt cuộc đời của em. Thì anh muốn sao cũng được hết. Nhưng mà em hy vọng là con em nó giống em, chứ đừng giống anh. Trời ơi, con này nó có duyên ghê trời. Phượng, qua đây chị hai biểu. Qua đi, giờ cái gì? Thời xuống cản ông nội. Nói chuyện nó khoanh tay lại. Dạ, dạ chị hai. Kể từ ngày hôm nay, chị là chị dâu của em. Dạ. Dù sao chị cũng cảm ơn em đã bắt nhịp cầu cho chị gặp anh đinh tài phùng. Mai mốt chị qua Mỹ có thèm ăn cherry, phone cho chị yên tiếng, chị gửi về cho 3 ký ăn. Trời ơi, từ 30 mà đây còn có 3 ký. Vậy nha cưng. Dạ. Phương. Dạ. Lấy chị cái giỏ. Dạ giỏ nè má. Lên tới má luôn. Anh ơi, thôi mình đi anh. Mình đi đi em. Đi dạ. Đâu vậy? Honeymoon vậy hả? Anh ơi, đi khám bệnh trước rồi đi honeymoon anh. Ghét mày. Honeymoon trước. Anh đi honeymoon xong anh vô nhà hoàng luôn. Chà, mày nói gì vậy hả? Đừng, đi khám bệnh trước đi anh. Alo. Dạ, ba hả? Con Phan Kim Liên đây. Dạ, con muốn báo cho ba một tin vui là con đã kiếm được một người chồng lý tưởng. Dạ, ảnh sẽ đưa con qua Mỹ. Dạ, đâu có... Dạ, chắc ảnh lớn hơn ba chừng 10 tuổi à. Trời ơi, sao kỳ vậy? Nãy nói nó không có ba mà. Con cúp máy nha. Có gì mai mốt con qua Mỹ, con có tiền con gửi về cho ba nha. Dạ, dạ, dạ. Hỏi đi, nãy nói nó không có ba mà. Ủa sao em nói em mồ côi từ nhỏ? Ba nuôi của em, ba dạ. Nuôi. Em ở với ba nuôi hả? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà anh hỏi ba nào? Em có nhiều ba nuôi lắm. Hả? Em có nhiều mấy ba nuôi? Dạ em có 6 ba nuôi lận. Trời ơi, 6 ba con nào nuôi nó cũng ăn hết mà 6 ba ăn lượt chắc chết. Anh là ba thứ 7 đó anh. Tôi tập tích cha mày. Không sao. Hả? Không sao, ba nuôi thôi mà. Tao cũng thứ dữ mà. Không, nó mới là thứ dữ đó anh. Dẹp mày. Anh ơi, mình đi anh ơi. Đi mình. Hai dạ. Nghe lời em đi hai. Hai ơi, anh đâu có cái gì đâu hai, ngoài hai trái cherry khô hai ơi. Đập chết cha mày nha mày. Em lại anh mà 50 ngàn theo con quỷ cái nó làm cái gì? Trời ơi, anh có phải
phải là Đinh Tài Phùng, anh là Đinh Tài Khùng.